Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự hàng ngày của KTV. Toàn thể ban biên tập KTV xin thay mặt nhà báo Việt Thành kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình bình luận thời sự ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 29 tháng 9 năm 2024, chúng tôi tiếp tục tới với quý vị các tin tức nổi bật về kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Vấn đề đầu tiên chúng tôi tới với quý vị đó là các thông tin về tình hình nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam sau chuyến công du Mỹ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Và cuộc chiến quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay ra sao? Theo giới quan sát, tới đây chính trường Việt Nam sẽ sóng to gió lớn sau khi ông Tô Lâm công du Mỹ. Với lý do, kể cả các phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng bị cảnh sát tư tưởng, tức Ban Tuyên giáo Trung ương giám sát 24 tháng 24 và sẵn sàng loại bỏ không thương tiếc. Trong khi đó, trong nội bộ Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đang đứng trước tình thế tứ bề thọ địch chưa đủ, mà bản thân ông Tô Lâm và phe cánh cần cảnh giác việc cõng rắn, cắn gà nhà từ phe bảo thủ trong Đảng. Nhất là có tin, Bắc Kinh đang tổ chức và giật dây cho đám tay chân bảo thủ để hạ bệ Tổng Bí thư Tô Lâm. Về chủ đề xã hội, các thông tin về câu chuyện Đài truyền hình Việt Nam VTV xóa phóng sự bữa cơm trắng với gừng sau xác minh của chính quyền địa phương cho rằng đã dàn dự và là điều không có thật. Theo BBC, đây không phải là lần đầu tiên một phóng sự của VTV bị đặt câu hỏi về độ trung thực, chính xác. Theo đó, tối 26 tháng 9 vừa qua, Đài truyền hình Việt Nam VTV đã phát phóng sự bữa cơm trắng với gừng ở điểm trường Màng Mù, Yên Bái trong bản tin chuyển động 24 giờ trên kênh VTV1. Khi video này được đăng lên các nền tảng mạng xã hội, cảnh các học sinh mầm non phải ăn cơm với gừng chấm muối, cơm với đường, khiến nhiều người đã bày tỏ sự xót xa, nhưng cũng có nhiều ý kiến thắc mắc. Phóng sự có đang dàn dựng? Người dân còn nghèo, nhưng liệu có nghèo tới mức này hay không? Bản tin chiến sự Ukraine chúng tôi tới với quý vị các thông tin liên quan. Đặc biệt vấn đề quan điểm của hai ứng viên cựu Tổng thống Donald Trump và bà Kamala Harris với cuộc chiến Ukraine ra sao sau khi họ gặp gỡ với Tổng thống Ukraine Zelensky tại New York trong những ngày vừa qua. Và thưa quý vị, chương trình hội luận của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA với nội dung cuộc gặp Tô Lâm Biden và những kỳ vọng nào về quan hệ Việt-Mỹ. Phần thứ hai sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Và như thường lệ, chúng ta bắt đầu chương trình bằng bản tin thời sự. Và thưa quý vị, cơ chế chính trị là rào cản lớn nhất ngăn trí thức đóng góp cho Việt Nam. Mời quý vị theo dõi bài tìm hiểu của phóng viên Cao Nguyên sau đây. Tổng Bí thư Tô Lâm một lần nữa kêu gọi trí thức Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là tại Mỹ, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Một số trí thức Mỹ gốc Việt bày tỏ sự hoài nghi về khả năng hiện thực hóa lời kêu gọi này trong bối cảnh những rào cản chính trị vẫn còn tồn tại giữa cộng đồng hải ngoại và trong nước. Trong chuyến đi Mỹ để tham dự hội nghị thượng đỉnh tương lai của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 79, hôm 22 tháng 9, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp gỡ một nhóm trí thức người Việt đến từ Houston, bang Texas. Tại đây, ông Tô Lâm nhấn mạnh rằng Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng cộng đồng người Việt sinh sống ở nước ngoài, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng trí thức Việt Nam tại Mỹ và khắp nơi trên thế giới nên đoàn kết, đồng lòng và đóng góp cho sự phát triển của đất nước hướng tới một kỷ nguyên mới của đất nước. Đáp lại lời kêu gọi của ông Tô Lâm, nhiều trí thức gốc Việt tại Mỹ mà RFA phỏng vấn bày tỏ hoài nghi và chia sẻ những rào cản thực tế họ đã và đang phải trải qua trong việc đóng góp cho quê hương. Luật sư Linh Nguyễn, thành viên của Liên minh vì Dân chủ cho Việt Nam, người cũng có mặt tại hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc cho biết, nhà nước Việt Nam luôn muốn tận dụng nguồn trí lực của trí thức gốc Việt ở hải ngoại. Tuy nhiên, theo bà, căn bản trí thức là tự do và khai phóng. Còn cái căn bản của Cộng sản là áp bức, là giáo điều, coi người dân như là công cụ, chứ thực ra cũng không biết tận dụng trí thức của con người, cho nên chưa thể thu hút được nhiều người Việt đóng góp cho Việt Nam. Chia sẻ quan điểm với RFA, ông Võ Ngọc Ánh, hiện đang sinh sống tại tiểu bang Washington, tin rằng đã là người Việt, dù sinh sống ở đâu, theo bất kỳ đảng phái nào, thì cũng đều muốn góp sức xây dựng một Việt Nam phát triển hơn. Theo ông Ánh, các rào cản chính trị vẫn là trở ngại lớn nhất, khiến nhiều tri thức hải ngoại không thể thích nghi khi trở về làm việc tại Việt Nam. Chính trị độc đảng và sự kiểm soát chặt chẽ từ nhà nước đã khiến môi trường làm việc trong nước trở nên thiếu tự do, cản trở sự phát triển và đổi mới sáng tạo. Đúng là chính trị là cái trở ngại lớn nhất. Yeah. Vì các tri thức về nữ đóng góp vì vật chỉ để chi phối tất cả các lĩnh vực của đời sống. Yeah. Từ giáo dục,
khoa học, tất cả những cái đó đều đã bị chính trị chi phối. Nó rất là khó cho những người họ làm việc, vốn dĩ họ tôn trọng, họ quen với cái môi trường giáo dục cũng như khoa học, công nghệ một cách rất tự do độc lập ở các nước phát triển. Lời kêu gọi của ông Tô Lâm không có gì là mới mẻ, điều đó đã được lặp đi lặp lại qua nhiều thời kỳ và nhiều đời lãnh đạo. Nó còn được xây dựng thành đường lối chính sách chung của Việt Nam thông qua các nghị quyết 36 hay quyết định 1334 về phát huy nguồn lực của Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước. Trong một bài phân tích về quyết định 1334 của giáo sư Nguyễn Văn Chữ được đăng trên trang web của Viện Nghiên cứu Việt-Mỹ thuộc Đại học Oregon, ông chỉ ra rằng cộng đồng người Việt ở nước ngoài không chỉ có vai trò quan trọng về mặt kinh tế mà còn có trách nhiệm đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Công cụ của số lượng ngoại tệ dự trữ là giúp ổn định nền kinh tế, giá trị của đồng tiền Việt Nam và hối suất giữ đồng tiền Việt Nam đối với các ngoại tệ, tất yếu là sẽ gián tiếp bảo vệ chế độ. Mặc dù quyết định 1334 mở ra nhiều cơ hội hợp tác, nhưng bài viết của giáo sư Chữ cũng nêu ra nhiều thách thức mà người Việt ở nước ngoài phải đối mặt như về pháp lý, văn hóa và sự khác biệt trong cách tiếp cận quản lý. Điều này đòi hỏi những chính sách và môi trường làm việc cởi mở hơn từ phía chính phủ Việt Nam để kiều bào có thể yên tâm đóng góp. Đồng tình với nhận định trên, ông Võ Ngọc Ánh nói thêm rằng nếu Việt Nam không có những thay đổi cơ bản, ít nhất là tạo ra một không gian tự do hơn cho khoa học và giáo dục, thì rất khó để thu hút được sự tham gia của trí thức nước ngoài. Cần phải thay đổi đó thì mới thu hút được trí thức. Hoặc là ít ra Việt Nam mở một không gian rất tự do cho cái giáo dục, nó có quyền tự chủ lớn hơn, được kết nối khoa học công nghệ với các ở nước ngoài nó tốt hơn, nó độc lập hơn. Thì những cái điều đó thì may ra thì nó mới đem lại cái một sự khởi sắc cho Việt Nam. Bước đầu là như vậy, còn mình nghĩ để thay đổi chính trị cho Việt Nam thì mình nghĩ nó đó là điều rất là nhiều người Việt ở hải ngoại trong đó có trí thức mong muốn, nhưng mà để làm được điều đó thì chúng ta phải có một cái sự thay đổi đó nó rất là lớn, mà trong lúc này thì nó không dễ. Trí thức họ không, rất là nhiều trí thức họ không muốn họ phải dấn thân vào con đường chính trị để thay đổi đó. Cái điều làm được không là người Việt trong nước đó. Trong khi đó, luật sư Linh Nguyễn nhấn mạnh rằng nếu Việt Nam không thực sự cải cách, mở rộng tự do và dân chủ thì việc thu hút trí thức từ nước ngoài sẽ chỉ là những lời nói suông. Luật sư này cũng cho biết cộng đồng người Việt ở Mỹ sẽ luôn ủng hộ Việt Nam nếu Việt Nam là một quốc gia dân chủ pháp trị, độc lập với một hệ thống chính trị đa nguyên đa đảng, quyền lực của hiến pháp phải thuộc về ba cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp. Luật pháp phải đảm bảo nền dân chủ và nhân quyền, tôn trọng quyền bầu cử tự do và công bằng. Và thưa quý vị, liên tục chương trình sau đây chúng tôi tới với quý vị các thông tin về câu chuyện Đài truyền hình Việt Nam VTV. Xóa phóng sự bữa cơm trắng với gừng sau xác minh của chính quyền địa phương cho rằng đã dàn dự và là điều không có thật. Theo BBC, đây không phải là lần đầu tiên một phóng sự của VTV bị đặt câu hỏi về độ trung thực, chính xác. Tối 26 tháng 9, Đài truyền hình Việt Nam đã phát phóng sự bữa cơm trắng với gừng ở điểm trường Mang Mủ, Yên Bái trong bản tin chuyển động 24 giờ trên kênh VTV1. Khi video này được đăng lên các nền tảng mạng xã hội, cảnh các học sinh mầm non phải ăn cơm gừng chấm muối, cơm với đường, khiến nhiều người đã bày tỏ sự xót xa, nhưng cũng có nhiều ý kiến thắc mắc. Phóng sự có đang dàn dựng? Người dân còn nghèo, nhưng liệu có nghèo tới mức này? Đến ngày 27 tháng 9, UBND huyện Mù Cang Chải đã có báo cáo UBND tỉnh Yên Bái về nội dung phản ánh qua phóng sự của VTV về điểm trường Mang Mủ, trường mầm non Mồ Dề, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Qua xác minh, UBND huyện Mù Cang Chải nhận định nội dung phản ánh trên bản tin của VTV về bữa ăn trưa của các học sinh tại trường Mang Mủ là chưa toàn diện về thực tế tại cơ sở điểm trường. Và thưa quý vị, chúng tôi xin mở đầu bằng một bản tin. Đưa tin sai sự thật, quản trị viên nhóm Facebook bị Gia Lai phạt tiền để thấy cách phân biệt đối xử của chính quyền Việt Nam trong vấn đề xử lý các sai phạm trong vấn đề truyền thông và tin tức. Ông Đạt Đạt Tơ, 33 tuổi, tự Facebooker trọng ca, quản trị viên nhóm Facebook Review Pleiku Gia Lai, bị công an tỉnh Gia Lai xử phạt hành chính 5 triệu đồng với cáo buộc đăng thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận xã hội. Diễn đàn nêu trên được ghi nhận thu hút gần 200.000 thành viên bàn luận các sự việc diễn ra tại tỉnh Gia Lai. Theo báo Tiền Phong hôm 28 tháng 9, ông T ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, bị quy chụp rằng đưa tin sai sự thật trong nhóm Facebook nêu trên về vụ tông xe cứu nạn, cứu hộ của công an tỉnh Gia Lai
với một xe mô tô tại Pleiku vào ngày 24 tháng 9, khiến một người thiệt mạng. Tuy vậy, chi tiết bài đăng của ông T không được tiết lộ. Bản tin cho biết, khi bị công an triệu tập, ông T khai rằng do là người quen biết với nạn nhân trong vụ tông xe, nên đã đăng tải những bình luận có tính dẫn dắt sự việc theo chiều hướng sai sự thật. Tương tự những Facebooker bị công an triệu tập trước đây, ông T phải thừa nhận hành vi sai phạm và cam kết không tái phạm. Trên trang cá nhân, ông T cho biết mình cho thuê xe hơi, nhận hợp đồng thuê xe từ Gia Lai đi các tỉnh khác, cũng như nhận tư vấn lên tour thăm viếng. Trước vụ này, công an các tỉnh, thành ở Việt Nam được toàn quyền phạt vạ bất kỳ Facebooker, TikToker nào mà họ cho rằng đưa thông tin tiêu cực hoặc làm xấu hình ảnh công an viên hoặc giới chức công an. Hồi giữa tháng trước, báo Tuổi Trẻ cho hay ông Trần Văn Thương, 38 tuổi, ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, bị công an địa phương xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng. Với cáo buộc xúc phạm ông Tô Lâm, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Việt Nam. Ông Thương để lại một bình luận về ông Tô Lâm bên dưới một bài đăng trong nhóm Facebook mua bán online Bắc Giang. Chúng mày để thằng Tô Lâm lên thì dân còn khổ. Nó sẽ nghĩ đủ mọi cách để moi tiền của nhân dân. Đây là vụ phạt vạ mới nhất với cáo buộc xúc phạm lãnh đạo Việt Nam sau hơn chục vụ xử phạt Facebooker vì xúc phạm ông Nguyễn Phú Trọng, cố Tổng Bí thư, sau cái chết của ông này hồi tháng 7. Và thưa quý vị, trở lại câu chuyện đài truyền hình Việt Nam VTV xóa phóng sự bữa cơm trắng với gừng sau xác minh của chính quyền địa phương cho rằng đã dàn dự và là điều không có thật. Theo BBC, hiện tại, tất cả các video bữa cơm trắng với gừng ở điểm trường Mang Mủ, Yên Bái của Chuyển động 24 giờ VTV đều đã bị xóa khỏi các nền tảng mạng xã hội. Trong phóng sự nêu trên, có những nhân vật lấy nước mắt người xem gồm một phụ huynh đào gừng tươi, sau đó thái lát nhỏ kèm theo một ít muối trắng để cho con mang tới trường ăn cơm trưa. Chiếc cặp lồng cơm với gừng và muối trắng chính là bữa ăn trưa của học sinh này tại lớp, trong khi một số học sinh khác mang cặp lồng cơm trắng với đường. Các cô giáo nấu nồi canh với 4 bắp cải để 138 học sinh ăn cơm ngon hơn khi có canh nóng. Phóng sự cũng ghi lại cảnh một cô giáo bật khóc vì những khó khăn vất vả của học sinh. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải, cho biết hình ảnh học sinh phải ăn cơm gừng chấm muối trên truyền hình hơi quá. Khi đưa câu chuyện lên truyền hình như vậy là không chính xác về cuộc sống hiện tại của người dân. Đối với Mù Cang Chải, những trường hợp ăn cơm với gừng không phải là không có. Người dân thì vẫn ăn gừng bình thường như một gia vị. Người Mông rất hay ăn, bà Xuyến cho biết thêm. Ủy ban huyện Mù Cang Chải đã báo cáo rằng tại trường Mang Mủ do có bếp ăn tạm nên chỉ tổ chức nấu 2 buổi tuần vào thứ ba và thứ năm với mức 10.000 đồng thăm bữa cho một trẻ, do phụ huynh đóng góp thực phẩm tương ứng với 10.000 đồng. Các buổi thứ hai, tư, sáu hàng tuần học sinh mang cơm cặp lồng thì nhà trường đã tuyên truyền tới phụ huynh và kêu gọi xã hội hóa để nấu thêm canh nóng, bổ sung bữa ăn cho các cháu. Do vậy, ngày thứ hai 23 tháng 9, đoàn phóng viên VTV1 đến nhà trường làm phóng sự là ngày trẻ mang cơm cặp lồng. Nhà trường đã tổ chức nấu canh nóng cho các cháu ăn thêm từ nguồn giáo viên hỗ trợ, báo cáo nêu. Cũng theo chính quyền địa phương, gia cảnh của học sinh ăn cơm với gừng chấm muối là gia đình làm nông, đủ gạo ăn cho cả nhà trong cả năm, không bị đói. Phụ huynh học sinh là anh Hờ A Dê cho biết, những ngày con mang cơm cặp lồng thì sẽ gồm cơm, mì tôm, trứng, thịt, cá. Thỉnh thoảng có hôm ngoài thức ăn, anh có thêm vài lát gừng mang đi cho cháu, vì đây vừa là gia vị, vừa là món ăn thường ngày của người Mông nhiều đời nay. Sáng 23 tháng 9, tôi đang chuẩn bị cơm và trứng gà cho vào cặp lồng để cho con đi học. Lúc ấy, các anh phóng viên đến gia đình có hỏi tôi, nhà có gừng không, thì mang đi cho con, nên tôi đã đi lấy gừng và thái lát để mang đi cho con. Lúc đầu chỉ thái vài lát, nhưng các anh bảo thái nhiều vào, nên tôi có thái thêm. Để đưa con đến lớp đúng giờ vội quá, nên tôi không kịp làm thêm trứng cho con mang đi học được. Đồng thời qua nói chuyện, chia sẻ và một phần theo ý của phóng viên, nên tôi có nói như vậy về việc mang cơm cặp lồng đến trường của con tôi. Anh Hờ A Dê tường thuật lại trong báo cáo của huyện. Trong khi đó, cô giáo Nguyễn Thị Yến, người bật khóc trong phóng sự, cho hay cô đã trao đổi với phóng viên hơn một giờ về điều kiện học tập của học sinh và những khó khăn vất vả
khi học sinh đi học mang cơm cặp lồng có cơm, rau và lát gừng thời gian trước, nên cô không kìm nén được cảm xúc, nên nói và khóc như vậy. Khi chính quyền địa phương lên tiếng và nhà đài gỡ bỏ video, vụ việc đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo BBC, một bình luận nhận được hàng chục lượt yêu thích viết, đây cũng là một kiểu phong bạt của nhà đài. Phong bạt, một thuật ngữ đang trở nên rất phổ đặc biệt trong giới trẻ. Cụm từ này được sử dụng để chỉ hành vi khoe khoang, phô trương hoặc cố tình tạo ấn tượng về một điều gì đó không thực sự thuộc về bản thân hoặc không có thật. Trong giai đoạn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đăng tải sao kê tiền ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi siêu bão Yagi, nhiều cá nhân đã bị lên án vì lối sống phong bạt, thổi phồng số tiền ủng hộ. Quay lại phóng sự bữa cơm trắng với gừng ở điểm trường Mang Mủ, Yên Bái, nhiều tài khoản Facebook khác đã lên tiếng chỉ trích như phóng đại cứ phóng sự gì, nhà đài làm việc cẩu thả, hay tại sao lại có thể lấy các em ra câu view. Đáng chú ý, BBC đã nhắc lại những lần phóng sự VTV gây tranh cãi. Theo BBC, đây không phải là lần đầu tiên một phóng sự của VTV bị đặt câu hỏi về độ trung thực, chính xác, cụ thể. Năm 2016, Đài Truyền hình Việt Nam từng lên tiếng xin lỗi vì sai sót trong phóng sự cây chổi quét rau. Phóng sự này được phát vào tháng 5 2016 trên chương trình Cà phê sáng của kênh VTV3, phản ánh hành vi lừa người tiêu dùng của một số người trồng rau. Video quay cảnh một người nông dân dùng chổi quét lên ngọn các luống rau xanh, vừa quét vừa nói, rau mà non người ta không dám ăn nên bây giờ phải quét để giả sâu ăn. Quét xong khoảng 2-3 hôm sau mới thu hoạch cho giống sâu ăn thật. Sau khi phóng sự được phát, người dân tại xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã nổi giận vì bối cảnh trong video là vùng trồng rau của họ, khiến nhiều hộ sau đó bị thiệt hại nặng do không bán được rau vì đại lý từ chối nhập. Người dân cho biết trước đó có một nhóm phóng viên về làng tìm hiểu nghề trồng rau. Phóng viên nhờ một người họ hàng mang chổi ra đồng quét để quay camera. Người cầm chổi quét lên những luống rau của chúng tôi không phải người trồng rau ở cánh đồng này, truyền thông Việt Nam khi đó dẫn lời một người dân. Đài Truyền hình Việt Nam sau đó đã có công văn gửi UBND huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa và UBND xã Vĩnh Thành sau mong được thông cảm về sự non kém trong trình độ tác nghiệp, đạo đức của phóng viên. Cũng trong năm 2016, Công an tỉnh Đắk Lắk từng cho rằng một nhóm phóng viên của VTV đã nhờ một số người dân chặt hạ cây rừng để làm phóng sự phá rừng trên địa bàn tỉnh. Phóng sự được Công an Đắk Lắk nhắc đến phản ánh tình khai thác, vận chuyển, gỗ trái phép phát trong chương trình Chuyển động 24 giờ trên kênh VTV1 ngày 4 và 5 tháng 5 2016. Đại tá Phạm Minh Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk khi đó xác nhận việc tàn phá và vận chuyển gỗ rừng trên địa bàn là có xảy ra. Tuy nhiên, trong phóng sự có một số nội dung phản ánh không chính xác, không khách quan và có sự cắt ghép, dàn dựng của phóng viên khi tác nghiệp. Ông Thắng cho biết qua xác minh, những người có mặt trong phóng sự nói rằng trong tháng 4 2016 có hai người đàn ông và một phụ nữ đến nhà xin phỏng vấn, quay phim tại nương rẫy của họ. Nhóm phóng viên này yêu cầu họ mang theo cưa lốc vào rẫy để cưa cây đã chặt hạ trước đó và một cây còn sống để quay phim. Sau đó, họ được các phóng viên cho 600.000 đồng. Không lâu trước tranh cãi về phóng sự phá rừng, đã có nhiều phản ứng trên mạng xã hội về ký sự Syria của VTV với nhà báo Lê Bình. Trong đó có nhiều ý kiến cho rằng chương trình chưa thể hiện đúng bản chất cuộc chiến hay những đoạn phóng viên khóc bị cho là kịch quá mức. Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh đã ra quyết định khen thưởng nhóm phóng viên thực hiện ký sự Syria góc nhìn từ phía trong cuộc chiến vì dũng cảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nguồn tin của BBC nói, ông Minh đã trao bằng khen cho nhóm phóng viên của Trung tâm Tin tức VTV24, đứng đầu là bà Lê Thị Bình, tức nhà báo Lê Bình, hôm 27 tháng 7, 2016. Trước đó, vào năm 2011, chương trình Người xây tổ ấm của VTV cũng kể câu chuyện về một người phụ nữ trong phóng sự có tên Mối tình đầu của Lượm. Trong phóng sự, cô Lượm trình bày hoàn cảnh của mình rất bi đát, từng trộm cắp bán dâm để chữa bệnh cho con. Về sau, hóa ra nhân vật cô Lượm này là một phụ nữ sống ở tỉnh Thừa Thiên Huế và có hoàn cảnh hoàn toàn khác. VTV đã phải xin lỗi về vụ này. VTV là đài truyền hình quốc gia Việt Nam và người lãnh đạo cơ quan này
Tổng Giám đốc có hàm tương đương Bộ trưởng, là Ủy viên Trung ương Đảng. Ngoài việc được hưởng ưu đãi về chính sách, VTV còn được cấp tiền từ ngân sách nhà nước. Khoản chi, theo số liệu đã quyết toán năm 2022 do Bộ Tài chính công bố là gần 700 tỷ đồng. Như VTV đã làm việc và đưa tin theo định hướng của Đảng, thậm chí đưa tin bịa đặt cũng như bè công sự thật. Đó là lý do BBC đã khẳng định Đài Truyền hình Việt Nam, VTV hay Vua Tin Vịt vẫn chứng nào tật ấy. Và thưa quý vị, liên tục chương trình sau đây chúng tôi tới với quý vị các thông tin về cuộc chiến quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay sau chuyến công du Hoa Kỳ của ông Tô Lâm. Theo giới quan sát, trước chuyến công du đến Hoa Kỳ bắt đầu vào ngày 21 tháng 9, 2024, lịch trình làm việc chính thức của ông Tô Lâm được công bố chỉ vòn vẹn hai dòng. Phát biểu trong cuộc họp thường niên lần thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, gặp gỡ một số doanh nghiệp Hoa Kỳ, bao gồm Google và Meta. Qua truyền thông nước ngoài, công chúng trong nước mới biết về khả năng có thêm lịch trình làm việc của ông Tô Lâm tại trường Đại học Columbia tại thành phố New York, nơi ông ấy được mời để phát biểu tại diễn đàn lãnh đạo thế giới của trường về chính sách. Trước cử tọa là giới học thuật và sinh viên, điều này đã dấy lên sự nghi vấn hư thực về buổi làm việc của ông ấy tại trường Đại học Columbia khi truyền thông trong nước lại không đề cập gì. Và đây mới là nguyên nhân. Một ngày trước ngày ông Tô Lâm rời Việt Nam, ngày 20 tháng 9, 2024, dân biểu Mỹ Michelle Steele đã phản đối khi bà kêu gọi trường hủy bỏ sự kiện với nhà lãnh đạo Việt Nam, ông Tô Lâm. Theo đó, bà Steele đã gửi một bức thư tới chủ tịch tạm quyền của trường, bà Katrina Armstrong, để đề nghị trường rút lại lời mời ông Tô Lâm đến phát biểu. Bà Steele nhắc lại lần nữa bằng cách đưa ra một thông cáo ngay trước khi buổi nói chuyện diễn ra hôm 23 tháng 9 để nhắc lại lời phản đối này. Nguyên dân biểu Michelle Steele, người đại diện địa hạt 45, tiểu bang California tại Quốc hội Hoa Kỳ, nơi có cộng đồng người Việt sinh sống đông nhất nước Mỹ, đã cho rằng ông Tô Lâm là một nhà độc tài nguy hiểm đã kìm hãm quyền tự do ngôn luận và bắt giữ nhiều tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Vẫn theo vị nữ dân biểu này, Đại học Columbia không thể thúc đẩy một môi trường học thuật có tự do ngôn luận và tự do biểu đạt khi tiếp đón một trong những lãnh đạo nổi tiếng nhất của chủ nghĩa độc tài. Theo bà, một tổ chức thường xuyên tự nhận mình là người bảo vệ quyền công dân lại đang bỏ qua tình cảnh của những người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Tuy vậy, Đại học Columbia đã không chấp thuận lời kêu gọi hủy bỏ sự kiện của dân biểu Mỹ Michelle Steele. Trong email gửi đến giới truyền thông Hoa Kỳ, người phát ngôn của trường Đại học Columbia cho rằng diễn đàn lãnh đạo thế giới của trường mời những nhân vật có ảnh hưởng từ khắp nơi trên thế giới tham gia cộng đồng trường với mục tiêu hỗ trợ sứ mệnh học thuật lớn hơn của trường là giảng dạy, sáng tạo và phát triển kiến thức. Sứ mệnh đó dựa trên cam kết cơ bản về quyền tự do ngôn luận, tìm hiểu cởi mở và tranh luận sôi nổi. Vẫn theo lời người phát ngôn của Đại học Columbia, nhà trường cam kết về quyền tự do ngôn luận và không tán thành quan điểm của diễn giả nào khi tổ chức buổi nói chuyện, rằng lời mời phát biểu tại một sự kiện không phải là sự xác nhận hay tán thành quan điểm của bất kỳ diễn giả nào. Sự kiện phát biểu về chính sách của ông Tô Lâm bị dân biểu Mỹ phản đối và yêu cầu hủy bỏ. Khi ấy sự chậm trễ lên tiếng để xác nhận sự kiện của trường Đại học Columbia đã khiến cho phía Việt Nam phải lựa chọn sự im lặng trước sự kiện, vì không chắc chắn nó sẽ được thực hiện. Được biết, các diễn giả trước đây đã từng được mời đến nói chuyện tại diễn đàn của Đại học Columbia, bao gồm cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Đức Dalai Lama, Tây Tạng. Trong đó, với ông Tô Lâm, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành lãnh đạo Cộng sản đầu tiên được mời tới trường đại học này. Cho thấy, với thế giới văn minh, cho dù ông Tô Lâm có là một nhà độc tài kìm hãm và đàn áp quyền tự do ngôn luận khốc liệt như thế nào đi nữa, kể cả cho bắt giữ, cáo buộc, xét xử và giam cầm 100 tù nhân lương tâm tại Việt Nam, quyền tự do ngôn luận của ông ấy vẫn được bảo đảm ở mức độ tối đa tại quốc gia công nhận quyền tự do ngôn luận từ hiến pháp đến thực tế. Đáng lưu ý, trong số thành viên tháp tùng ông Tô Lâm đến Hoa Kỳ, bao gồm cả Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, người đang giữ chức vụ trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đảng, một cơ quan quản lý cao nhất về thực hiện ngôn luận, báo chí tại Việt Nam. Không rõ ông Nguyễn Trọng Nghĩa đã nghĩ gì, hoặc học được gì từ thế giới văn minh
qua hành xử của trường đại học Columbia bảo vệ quyền tự do ngôn luận cho ông Tô Lâm. Như trò đùa dai của chế độ Cộng sản, một mặt ông Tô Lâm được bảo vệ quyền tự do ngôn luận tại Hoa Kỳ, thì mặt khác, trong nước, cơ quan an ninh lại ra tay đàn áp quyền tự do ngôn luận với tiến sĩ Nguyễn Quang A, một trí thức bằng cách triệu tập để hạch sách về việc ông tham gia hội luận thời sự và trả lời phỏng vấn từ truyền thông nước ngoài. Ông Tô Lâm, trong bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai của Liên Hiệp Quốc ngày 22 tháng 9, 2024, đã nói trong bài diễn văn, lợi ích của con người phải được đặt ở vị trí trung tâm là mục tiêu cao nhất của chúng ta. Lời nói không đi đôi với việc làm là lời dối trá, thậm chí là lời nói từ người đứng đầu chính quyền. Đó là câu chuyện muôn thuở và không hề có điểm dừng tại Việt Nam. Và thưa quý vị, chuyến công du Mỹ để tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc của ông Tô Lâm, người đang nắm giữ cả hai chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, đang thu hút sự quan tâm đặc biệt. Nhưng dường như tâm điểm chú ý không chỉ đổ dồn vào những hoạt động ngoại giao của ông tại New York, mà còn vào một sự kiện diễn ra ngay trước đó. Hai tù nhân chính trị nổi tiếng, ông Trần Huỳnh Duy Thức và bà Hoàng Thị Minh Hồng bất ngờ được trả tự do vào ngày 21 tháng 9, 2024. Cả ông Thức và bà Hồng đều là những cái tên không còn xa lạ với những người quan tâm đến tình hình nhân quyền Việt Nam. Ông Thức, người bị kết án 16 năm tù vì tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, đã trải qua hơn 14 năm trong tù. Còn bà Hồng, bị kết án 3 năm tù vì tội trốn thuế, cũng đã phải chịu cảnh giam cầm gần một năm. Việc họ được trả tự do dù chỉ vài tháng trước khi mãn hạn tù vẫn được coi là một tín hiệu đáng mừng. Thời điểm trùng hợp này khiến nhiều người không khỏi đặt câu hỏi. Phải chăng đây là một món quà mà chính phủ Việt Nam muốn gửi đến Mỹ trước thềm chuyến thăm của ông Tô Lâm? Đặc biệt là khi trước đó, nhiều nguồn tin cho biết ông Lâm rất muốn có một gặp riêng với Tổng thống Biden. Nhưng phía Mỹ lại tỏ ra khá lạnh nhạt vì vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Việc hai tù nhân được trả tự do ngay trước chuyến đi Mỹ của ông Tô Lâm và thông tin về cuộc gặp dự kiến giữa ông với Tổng thống Biden vào ngày 25 tháng 9 khiến nhiều người cho rằng đây là một động thái nhằm mở đường cho cuộc gặp này. Ta có thể nhận ra rằng việc thả hai tù nhân chính trị sắp mãn hạn tù này giống như một món quà của ông Lâm để có thể tìm cách được Tổng thống Joe Biden. Tương tự như cách mà ông Thức đã viết về lệnh đặc xá cưỡng bức của mình, một cách mặc nhiên, ông đã góp phần quan trọng vào sự hỗ trợ chuyến công du Hoa Kỳ của Chủ tịch nước, một chuyến đi mang hy vọng về sự chuyển đổi mạnh mẽ cho đất nước trong tương lai. Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao ông Lâm phải làm mọi cách để được gặp ông Joe Biden, cho dù vị Tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ chỉ còn tại vị 4 tháng? Có một số chuyên gia nhận định rằng ông Lâm tìm cách gặp ông Biden là để tìm cách mua được máy bay vận tải C-130 của Mỹ. Nhưng C-130, dù là một máy bay vận tải quân sự thuộc hàng tối tân nhất hiện nay, nhưng nó cũng không phải là một thứ vũ khí chiến lược tới mức phải tìm cách gặp cho bằng được ông Biden. Chưa kể, ông Biden chỉ còn tại vị 4 tháng, nên khả năng cao cũng sẽ không quyết định gì trước khi Tổng thống mới lên, thay vào năm sau. Vậy mục đích thực sự của ông Tô Lâm là gì? Nếu nhìn vào bối cảnh chính trị hiện tại, ta thấy ông Lâm đang đứng giữa vòng xoáy quyền lực với muôn trùng khó khăn bủa vây. Biển Đông dậy sóng với liên minh Philippines-Mỹ, đối trọng cùng Trung Quốc, sức ép từ chính quyền Bắc Kinh và cả từ phe quân đội quân ủy Trung ương với tướng Phan Văn Giang đứng đầu cũng không hề nhỏ. Trong chuyến công du Mỹ lần này, ông Tô Lâm dường như đang thể hiện một thái độ cầu thị hơn hẳn so với người tiền nhiệm. Ông không còn nặng lòng với ngoại giao cây tre như ông Nguyễn Phú Trọng, mà chọn cách tiếp cận mềm mỏng, cởi mở hơn với Washington. Điển hình là việc ông Lâm tránh né các cụm từ mang nặng tính ý thức hệ như cuộc kháng chiến chống Mỹ khi nhắc đến chiến tranh Việt Nam, thay vào đó là những cách diễn đạt trung lập hơn như chiến tranh ở Việt Nam. Hình ảnh một nhà lãnh đạo cởi mở, sẵn sàng đối thoại, đã phần nào làm cải thiện góc nhìn cởi mở đối với những chỉ trích về độc tài và vi phạm nhân quyền mà ông phải đối mặt trong quá khứ từ cộng đồng quốc tế. Đặc biệt, trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông Lâm có một động thái chưa từng có tiền lệ, nhắc đến sự hợp tác và giúp đỡ của Hoa Kỳ trong cách mạng tháng 8. Phải chăng đây là một lời xoa dịu
gửi đến Washington sau sự cố vu cáo Đại học Fulbright, đồng thời là một đòn phản pháo ngoại giao nhắm vào phe quân ủy Trung ương, vốn được cho là có xu hướng thân Trung Quốc hơn. Cách mạng màu, cụm từ nhạy cảm được sử dụng để ám chỉ sự can thiệp của phương bất ngờ, nóng trở lại trước chuyến đi của ông Tô Lâm. Mặc dù video đăng tải trên kênh YouTube của Truyền hình Quốc phòng Việt Nam đã bị gỡ bỏ, nhưng Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng lại bất ngờ đăng tải lại, kèm theo thông điệp cảnh báo. Hành động này được xem như một lời nhắc nhở từ Bắc Kinh, yêu cầu Việt Nam thận trọng trong quan hệ với Mỹ, tránh để bị lôi kéo vào những cuộc chơi gây bất ổn khu vực. Việc ông Tô Lâm nhắc lại sự giúp đỡ của Mỹ trong cách mạng tháng 8, trong bối cảnh đó, mang nhiều hàm ý sâu xa. Phải chăng ông đang ngầm thừa nhận rằng chính quyền Việt Nam hiện tại cũng được thiết lập thông qua một cuộc cách mạng màu? Và phải chăng đây cũng là một cách để cân bằng lại mối quan hệ với Mỹ sau những căng thẳng liên quan đến Đại học Fulbright? Bên cạnh đó, việc xích lại gần Mỹ cũng được xem là một nước cờ chiến lược của ông Lâm trong bối cảnh Biển Đông đang dậy sóng. Khi Trung Quốc đang bận tâm với tranh chấp Philippines, đồng minh mới của Mỹ, Việt Nam có thêm không gian để củng cố chủ quyền trên biển đảo. Lời khẳng định của Tổng thống Biden trong cuộc gặp ông Tô Lâm bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc: chúng tôi đoàn kết xây dựng một Ấn Độ Dương mở và an toàn hơn, cam kết tự do hàng hải và tôn trọng pháp luật, càng củng cố thêm vai trò của Mỹ tại Biển Đông, đồng thời là tín hiệu ủng hộ rõ ràng cho những quốc gia đang đối mặt với áp lực từ Trung Quốc, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, việc Việt Nam và Mỹ xích lại gần nhau chắc chắn không phải là điều Bắc Kinh mong muốn. Thông qua chuyến công du này, phải chăng ông Tô Lâm đang muốn gửi một thông điệp cứng rắn đến Bắc Kinh? Việt Nam sẵn sàng cải thiện quan hệ với Mỹ, củng cố lực lượng cảnh sát biển để bảo vệ chủ quyền Biển Đông nếu Trung Quốc tiếp tục leo thang căng thẳng. Đồng thời, đây cũng là cách để ông Tô Lâm tạo ra đối trọng với phe quân ủy Trung ương, củng cố vị thế của mình trong cuộc chiến quyền lực đầy cam go. Và thưa quý vị, ông Tô Lâm lên nắm quyền Tổng Bí Thư không phải thông qua quá trình bầu chọn thông thường trong Đảng, mà bằng một cuộc đảo chính mềm, kế thừa di sản của cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Điều này khiến vị thế của ông không thực sự vững chắc, bởi những kẻ dưới trướng chưa chắc đã đồng lòng ủng hộ. Ban đầu, ông Tô Lâm còn muốn ôm cả hai chức vụ Tổng Bí Thư và Chủ tịch nước như người tiền nhiệm, nhưng áp lực từ phe quân đội đã buộc ông phải nhường ghế Chủ tịch nước vào tháng 10 này. Trước thêm Đại hội Đảng lần thứ 14, dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026, ông Lâm hiểu rõ rằng nếu không thể hiện được năng lực và đạt được những thành tựu nổi bật, chiếc ghế Tổng Bí Thư của ông sẽ lung lay dữ dội. Ngay cả những đề xuất cải cách mà ông đưa ra tại Hội nghị Trung ương 10 cũng không được thông qua. Tuy nhiên, ông đã khôn khéo gỡ bỏ một quân bài chiến lược mà ông Nguyễn Phú Trọng từng sử dụng để hạ bệ ông Nguyễn Tấn Dũng trước đây. Cụ thể, quyết định sửa đổi quyết định 2 bông đi pu về quy chế bầu cử trong Đảng. Tại Đại hội 12 năm 2016, điều khoản này đã được sử dụng để chặn đường ông Nguyễn Tấn Dũng, Ninh, người được nhiều đoàn đại biểu giới thiệu nhưng không có tên trong danh sách đề cử của Bộ Chính trị, buộc ông phải rút lui và kết thúc sự nghiệp chính trị. Bằng cách sửa đổi quyết định 2 bông đi pu, ông Lâm đã vô hiệu hóa con bài mà ông Trọng từng dùng, đồng thời ngăn chặn phe quân đội sử dụng chiêu bài tương tự để chống lại mình. Bên cạnh đó, chuyến công du Mỹ của ông Tô Lâm cũng được xem là một nước cờ chiến lược nhằm củng cố vị thế. Việc gặp gỡ Tổng thống Biden dù nhiệm kỳ của ông sắp kết thúc thể hiện mong muốn duy trì và nâng tầm quan hệ với Mỹ của ông Tô Lâm, bất kể ai sẽ là người kế nhiệm ông Biden. Nếu Phó Tổng thống Kamala Harris đắc cử, những cam kết hợp tác thời ông Biden sẽ được tiếp nối. Còn nếu cựu Tổng thống Donald Trump trở lại, thông tin về việc công ty của gia đình ông Trump muốn đầu tư vào Hưng Yên, quê hương của ông Tô Lâm, có thể không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Trong cuộc gặp với ông Biden, hai bên đã thảo luận về việc nâng tầm quan hệ song phương, đầu tư vào lĩnh vực bán dẫn và chuỗi cung ứng, hợp tác an ninh mạng. Tuy chưa mang lại lợi ích thiết thực ngay lập tức, nhưng đã góp phần xây dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo năng động, linh hoạt, biết cách vận dụng ngoại giao cây tre để cân bằng quan hệ với Trung Quốc. Để xoa dịu phe bảo thủ trong đảng, trước khi đến Mỹ, ông Tô Lâm đã có chuyến thăm Trung Quốc
Sau chuyến công du Mỹ, ông ghé thăm Cuba, một quốc gia nghèo đói mà Việt Nam đã nhiều lần viện trợ. Hành động này được cho là nhằm lấy lòng những thành phần hoài cổ, bảo thủ trong lãnh đạo đảng về tình hữu nghị xã hội chủ nghĩa. Củng cố hình ảnh một nhà lãnh đạo cấp tiến, nhưng vẫn giữ vững lập trường ý thức hệ. Nếu trong kỳ đại hội 14, tướng Lương Cường lên làm chủ tịch nước, chiếc ghế Bộ trưởng Quốc phòng sẽ trở thành mục tiêu tranh giành giữa ông Hoàng Xuân Chiến, đồng hương và người thân cận của ông Tô Lâm, và phe quân ủy Trung ương do Đại tướng Phan Văn Giang đứng đầu, với sự hậu thuẫn từ Trung Quốc. Vì vậy, ông Tô Lâm cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng, kể cả việc tạo ra bước ngoặt trong quan hệ với Mỹ, để tạo sự đối trọng củng cố vị thế và hình ảnh của mình trước thềm Đại hội 14. Tất cả những động thái này cho thấy ông Tô Lâm đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội 14, xây dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo vững mạnh, đủ sức chèo lái đất nước và củng cố ổn định phe phái để giữ chắc vị trí đứng đầu. Ông Tô Lâm rõ ràng không muốn mình bị hất cẳng khỏi bàn cờ chính trị. Cuộc chiến giành quyền lực trong nội bộ đảng vẫn đang diễn ra âm thầm nhưng quyết liệt. Và thưa quý vị, liên tục chương trình sau đây chúng tôi tới với quý vị các thông tin về tình hình nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam sau chuyến công du Mỹ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Theo giới quan sát, tới đây chính trường Việt Nam sẽ sóng to, gió lớn sau khi ông Tô Lâm công du Mỹ. Với lý do, kể cả các phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng bị cảnh sát tư tưởng, tức Ban Tuyên giáo Trung ương giám sát 24/24 và sẵn sàng loại bỏ không thương tiếc. Trong khi đó, trong nội bộ đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đang đứng trước tình thế tứ bề thọ địch chưa đủ, mà bản thân ông Tô Lâm và phe cánh cần cảnh giác việc cõng rắn, cắn gà nhà từ phe bảo thủ trong đảng. Nhất là có tin, Bắc Kinh đang tổ chức và giật dây cho đám tay chân bảo thủ để hạ bệ Tổng Bí thư Tô Lâm. Và thưa quý vị, vì sao công luận vẫn nghi ngờ và đánh giá? Đừng nghe những gì Tô Lâm nói, hãy nhìn những gì Tô Lâm làm. Trên đất Mỹ, Tô Lâm đã ca bài ca đổi mới. Trong bài ca ấy, ông nói rằng con đường phát triển của Việt Nam không thể tách rời xu thế chung của thế giới và nền văn minh nhân loại. Thế giới hiện nay được chia ra làm hai nhóm, dân chủ tự do và độc tài. Độc tài có nhiều loại như độc tài cá nhân, độc tài toàn trị v.v. Trong đó, độc tài toàn trị do Đảng Cộng sản nắm quyền rất đáng sợ. Bởi vì quyền lợi cá nhân, quyền lợi của Đảng, họ sẵn sàng phá hủy cả dân tộc, dìm đất nước trong đói nghèo, ngu dốt, lạc hậu v.v. Bắc Triều Tiên và Cuba là minh chứng rõ nét nhất về một chế độ cộng sản còn nguyên bản. Trung Quốc và Việt Nam đang đi hai hàng. Về chính trị, họ vẫn giữ mô hình độc tài toàn trị của Lenin. Về kinh tế, họ theo kinh tế thị trường của các nước dân chủ. Tuy nhiên, chỉ theo một cách nửa vời. Tuy đời sống kinh tế của người Việt có khá hơn Bắc Hàn và Cuba, nhưng chắc chắn không thể bắt kịp các nước văn minh tiến bộ. Nguyên nhân là do mô hình chính trị kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế. Thế giới phân thành nhiều tầng bậc. Tầng trên là những nước văn minh tiến bộ, tầng dưới là các nước cộng sản nguyên bản, nơi thể hiện tất cả những gì man rợ nhất mà Đảng Cộng sản đem lại cho đất nước. Việt Nam ở vị trí lơ lửng, nhưng gần đáy hơn. Thể chế độc đảng, hà khắc, được Đảng Cộng sản gọi là con đường xã hội chủ nghĩa mà Bác Hồ đã chọn, chính là nguyên nhân khiến cho Việt Nam không thể đồng hành cùng các nước văn minh trên thế giới. Điều đáng nói là, dù ông Tô Lâm hô hào, con đường phát triển của Việt Nam không thể tách rời xu thế chung của thế giới và nền văn minh nhân loại. Thế nhưng, hành động của ông thì đang đi ngược lại những điều ông nói. Bởi ông vẫn đang ca tụng công lao của Bác Hồ, sự sáng suốt của Đảng, thì ông vẫn chưa chịu thừa nhận những sai lầm của Đảng. Mỹ vẫn bắt tay với Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Trung Quốc, thì không lý do gì Mỹ lại không sẵn sàng bắt tay với Cuba. Nhưng vì Cuba vẫn đang cai trị một cách vô nhân đạo với chính người dân của họ, khiến Mỹ không thể chìa tay ra nếu họ không chịu thay đổi. Như vậy, nguyên nhân của mọi nguyên nhân chính là thành phần Cộng sản Cuba. Việt Nam vẫn tiếp tục bắt tay với Cuba, vẫn xưng tụng anh em với chính quyền bất nhân này, cho thấy họ vẫn ủng hộ một chế độ độc tài, hại nước, hại dân của họ. Thể hiện sự thân thiện với một nhà nước độc tài, cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam đã, đang và sẽ trung thành với đường lối cai trị như thế. Tô Lâm đến thăm Cuba, chứng tỏ ông vẫn chưa thoát được khỏi nhà tù Cộng sản trong tư tưởng. Khó có thể hy vọng một Tô Lâm đổi mới với hành động như thế này. Chỉ trong thời gian ngắn,
ông Tô Lâm đã nói và làm những điều trái ngược. Việc ghé thăm Cuba cho thấy ông vẫn chưa chuẩn bị tốt để tiếp nhận tư tưởng tiến bộ, vẫn còn xem một nhà nước man dợ là anh em ruột thịt với mình. Dân Việt có câu, ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Tô Lâm đang tầm những thành phần man dợ trên thế giới, thì ắt, ông cũng thuộc thành phần như thế. Ông từ một tướng công an với thành tích đen về nhân quyền dày cộm, rất khó để trở thành một nhà cải cách tiến bộ. Gần đây ông Tô Lâm đăng một bài viết về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, làm dấy lên hy vọng về việc ông có thể thay đổi theo hướng tự do dân chủ hơn cho Việt Nam. Công luận thấy rằng đó là một hão vọng. Bài báo kể trên và tất cả những sự kiện đã qua chứng minh dứt điểm rằng ông Tô Lâm đã, đang và sẽ theo đuổi một cách đầy trách nhiệm trong việc bảo vệ Đảng Cộng sản và bảo vệ chế độ hiện hành. Đổi mới là để lãnh đạo mạnh hơn, chặt hơn. Việc ông gặp các đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản Mỹ, các tổ chức cánh tả và nhà hoạt động xã hội chống chiến tranh Việt Nam, trao huân chương hữu nghị cho họ là một bằng chứng sống động. Đây là việc làm thể hiện sự trung thành tuyệt đối, cổ võ và soi sáng cho hơn 5 triệu đảng viên của mình và những đồng chí khác trên toàn thế giới về lý tưởng Cộng sản. Ngoài ra, ông ta còn là người đang rất phát tài trong nghề gia truyền của mình. Bố ông là đại tá công an Tô Quyền, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tô Lâm là bí danh mà bố của ông đã dùng trong suốt những năm hoạt động bí mật ở chiến trường miền Nam. Bố ông cũng rất giỏi trong việc đàn áp bắt bớ các nhóm phản động sau năm 1975. Ông Tô Lâm là giáo sư tiến sĩ trong ngành an ninh, suốt đời ông làm việc về công tác an ninh và đang thực sự rất phát tài với nghề gia truyền của mình. Bởi vậy, không bao giờ nên nghĩ rằng ông Tô Lâm sẽ bỏ nghề gia truyền, tiến hành xây dựng chính phủ kỹ trị và đổi mới chính trị Việt Nam. Giữa một xã hội đang có nhiều thách thức thì niềm hy vọng là điều rất tốt, nhưng căn cứ vào thực tế thì sự thay đổi xuất phát từ người đứng đầu nhà nước là điều không thể xảy ra. Và thưa quý vị, trở lại câu hỏi. Vì sao Tổng Bí thư Tô Lâm cần cảnh giác việc cõng rắn, cắn gà nhà từ phe bảo thủ trong đảng? Trong bối cảnh được cho là có tin, Bắc Kinh đang tổ chức và giật dây cho đám tay chân bảo thủ để hạ bệ Tổng Bí thư Tô Lâm. Trong chuyến công cán của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Mỹ, những phản ứng của quân đội Trung Quốc đã cho thấy ban lãnh đạo Bắc Kinh không hài lòng với ông Tô Lâm. Không chỉ là vấn đề, Bộ Tư lệnh Tên lửa của quân đội Trung Quốc đã cho phóng hỏa tiễn xuyên lục địa bay về phía Hoa Kỳ trước cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Tô Lâm và Tổng thống Joe Biden trong ngày 25 tháng 9, 2024. Mới nhất, truyền thông quốc tế đưa tin, ngày 28 tháng 9, 2024, quân đội Trung Quốc đã tổ chức tập trận trên vùng biển và vùng trời gần bãi cạn Scarborough ở Biển Đông. Với lý do theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, một số quốc gia bên ngoài khu vực đang gây rối trên Biển Đông và gây bất ổn trong khu vực. Theo giới quan sát quốc tế, điều đó có thể hiểu những tuyên bố nói trên của Trung Quốc là nhằm vào các quốc gia có liên quan đến vấn đề tranh chấp Biển Đông, trong đó có Việt Nam. Phản ứng như vừa kể của chính quyền Bắc Kinh liệu có liên quan đến chuyến đi Mỹ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong 4 ngày từ 21 đến 20 tháng 9, 2024 hay không? Và có hay không hành động cõng rắn, cắn gà nhà của phe bảo thủ trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam hay không? Xin nhắc lại, ngày 26 tháng 5, 2024, trước tình thế phe Nghệ An đã bị Bộ Công an dưới sự chỉ đạo của ông Tô Lâm đã thực hiện một kế hoạch tảo thanh đối với phe Nghệ An và Hà Tĩnh. Khi đó, phe Nghệ An không chịu thúc thủ để chờ chết. Chủ tịch tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Đức Chung đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An sang thăm và làm việc tại Trung Quốc. Ngay sau đó, tàu Hải Dương địa chất 26 của Trung Quốc đột ngột xuất hiện khảo sát trái phép trong khu vực Vịnh Bắc Bộ thuộc chủ quyền của Việt Nam. Theo giới quan sát, dường như đó là chỉ dấu cho thấy Bắc Kinh đang cố lên dây cót tinh thần cho những thế lực nào đó trong ban lãnh đạo Việt Nam. Tại sao lại xảy ra hiện tượng bất bình thường như vậy? Điều đó có liên quan gì đến những tuyên bố công khai mới đây của Tổng Bí thư Tô Lâm liên quan đến vấn đề cải cách cả kinh tế và thể chế chính trị của Việt Nam hay không? Cũng như việc củng cố quyền lực quá nhanh chóng của ông Tô Lâm có thể đã làm phật lòng một bộ phận không nhỏ trong đảng, đặc biệt là những người thuộc thành phần bảo thủ, kiên định với chủ nghĩa xã hội cũng như sự lãnh đạo tập thể. Ngược dòng thời gian, cách đây không lâu sẽ thấy,
Trước Hội nghị Trung ương bất thường ngày 3 tháng 8, 2024, ngày Ban chấp hành Trung ương Đảng suy tôn ông Tô Lâm làm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với tỷ lệ đồng thuận 100%. Chắc chắn không có ai nghĩ một chùm an ninh mật vụ, cựu Bộ trưởng Bộ Công ai lại trở thành một nhân vật cải cách. Chỉ trong vòng 73 ngày, từ Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an sau khi nhậm chức Chủ tịch nước. Không hiểu bằng phép lạ nào, ông Tô Lâm đã nhanh chóng nắm giữ hai chức vụ hàng đầu trong 4 ghế tứ trụ. Trong khi trước đó, cuối năm 2023, trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của Quốc hội, ông Tô Lâm là một trong 6 Ủy viên Bộ Chính trị được bỏ phiếu tín nhiệm, có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất. Dư luận trong nội bộ, lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều ý kiến đã khẳng định ông Tô Lâm không đủ đạo đức, tư cách và phẩm chất để trở thành người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây cũng chính là lý do vì sao, sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời và ông Tô Lâm trở thành người kế nhiệm, nội bộ Đảng đã rối thì ngày càng loạn hơn. Bởi tầm và cỡ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không đủ sức thuyết phục. Đặc biệt đối với các nhân sự bảo thủ trong hệ thống quyền lực của ông Nguyễn Phú Trọng để lại, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chắc chắn không phải sự lựa chọn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Tô Lâm được đánh giá là một nhân vật thực dụng, thích chủ nghĩa tư bản và hưởng thụ khác hẳn với ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, ông Tô Lâm đã khéo léo tận dụng tham vọng muốn trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ thứ tư tại Đại hội Đảng lần thứ 14 sẽ tổ chức vào năm 2026. Bộ trưởng Công an Tô Lâm khi đó loại bỏ các ứng viên là người thân cận do chính tay Tổng Trọng lựa chọn là điều ông Trọng cũng muốn. Đó là lý do vì sao, chỉ trong vòng 3 tháng liên tiếp, các nhân vật Võ Văn Thường, Vương Đình Huệ, kể cả Trương Thị Mai, một nhân vật được đánh giá là trong sạch nhất, cũng phải ra đi vì tội danh tham nhũng. Để thấy sự kế thừa của ông Tô Lâm không phải một sự tiếp nối, và vì sao quyền lực Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không được lãnh đạo cao cấp trong Đảng tâm phục khẩu phục. Những điều liệt kê kể trên để thấy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cần cảnh giác việc cõng rắn, cắn gà nhà từ phe bảo thủ trong Đảng. Nhất là có các nhận định cho rằng Bắc Kinh đang tổ chức và giật dây cho đám tay chân bảo thủ còn rất đông trong Đảng để hạ bệ Tổng Bí thư Tô Lâm. Và thưa quý vị, một câu hỏi được nhiều người quan tâm đó là vì sao chính trường Việt Nam sẽ sóng to, gió lớn sau khi ông Tô Lâm công du Mỹ? Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa kết thúc chuyến công cán tại Mỹ và chuyến thăm cấp nhà nước tới Cuba từ ngày 21 tới ngày 27 tháng 9, 2022. Đây là chuyến đi đến Hoa Kỳ đầu tiên của ông Tô Lâm trên cương vị Chủ tịch nước. Trên đất Mỹ, ông Tô Lâm đã có khoảng 50 hoạt động đáng chú ý, bao gồm cả việc gặp mặt Tổng thống Mỹ Joe Biden, cũng có những các phát biểu trước các lãnh đạo thế giới tại kỳ họp thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc được đánh giá cao. Tuy nhiên, việc một đoạn trong bài phát biểu của ông Tô Lâm mang đến cho nhiều người kỳ vọng về sự thay đổi của lãnh đạo Việt Nam ngày 23 tháng 9, nhân lễ kỷ niệm một năm đối tác chiến lược toàn diện Việt-Mỹ tại Viện Asia Society New York. Tại Hoa Kỳ đã bị truyền thông nhà nước cắt bỏ không rõ lý do. Điều vừa kể đã cho thấy, kể cả các phát biểu của người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng bị cảnh sát tư tưởng, tức Ban Tuyên giáo Trung ương giám sát 24 tháng 24 và sẵn sàng loại bỏ. Và lập tức câu hỏi chính trường Ba Đình sẽ ra sao trong những ngày tới đây sau khi Tổng Bí thư Tô Lâm công du Mỹ. Theo giới quan sát, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông trùm cảnh sát tư tưởng đã đích thân tham dự đoàn làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong buổi hội đàm giữa Chủ tịch Tô Lâm và Tổng thống Biden, khi đó, tướng Nghĩa ngồi bên tay phải ông Tô Lâm, chỉ cách ông Nguyễn Hòa Bình. Điều đó đã cho thấy có sự chỉ đạo từ xa đối với lãnh đạo Ban Tuyên giáo ở Hà Nội. Bài nói chuyện của ông Lâm được báo Tuổi Trẻ đăng tải toàn văn có đoạn. Trong cách mạng tháng 8, những người bạn Mỹ là lực lượng nước ngoài duy nhất bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được mời tham dự lễ tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9, 1945 và chứng kiến Hồ Chủ tịch trích dẫn tuyên ngôn độc lập Mỹ. Hôm đó, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, trên khán đài nổi bật khẩu hiệu hoan nghênh phái đoàn Mỹ. Đây là một sự thật lịch sử không thể bác bỏ. Tuy nhiên, trong một thời gian dài với chủ trương bóp méo sự thật lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, những sự thật lịch sử trong mối quan hệ Việt,
Mỹ cách đây 79 năm đã và đang dần dần bị phát lộ. Tuy nhiên, đoạn phát biểu về những người bạn Mỹ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín và ảnh hưởng của người đồng chí phương Bắc đối với hệ thống chính trị Việt Nam đang do phe bảo thủ đang chiếm đa số trong đảng. Việc gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng như sự kiện ông Tô Lâm bắt tay với Tổng thống Ukraine Zelensky, một hành động được lòng quốc tế và giới trí thức trong nước. Đáng chú ý, công luận trong nước cũng như quốc tế đang chú ý đến những phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 10 khóa 13 trước khi đi công du Mỹ, có thực chất hay không? Đặc biệt, tại Hội nghị Trung ương 10 vừa qua, trên cương vị người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tô Lâm trích dẫn các huấn thị của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn liên quan đến thái độ của Việt Nam đối với chính quyền Bắc Kinh. Điều đó có liên quan gì đến tinh thần Hiến pháp Việt Nam năm 1982? Dưới thời Tổng Bí thư Lê Duẩn đã khẳng định Trung Quốc luôn là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm. Trong bối cảnh trước, trong và sau Hội nghị Trung ương 10 khóa 13, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chịu sức ép rất lớn từ phe bảo thủ trong đảng, với trung tâm là lực lượng tướng lĩnh quân đội Chu thành với cố Tổng Bí thư Trọng và thân Trung Quốc. Việc Ban chấp hành Trung ương Đảng không nhất trí sửa đổi điều lệ đảng là một thất bại không nhỏ đối với Tổng Bí thư Tô Lâm. Thái độ được cho là thiện chí trong chuyến công cáng tại Hoa Kỳ đã cho thấy Tổng Bí thư Tô Lâm không dễ bị khuất phục và sẵn sàng tiếp tục khẳng định chủ trương cải cách như những cam kết trước đây. Bất kể sắp tới đây, Quốc hội Việt Nam sẽ bầu lại chủ tịch nước mới thay thế cho Tổng Bí thư Tô Lâm trong kỳ họp Quốc hội thường kỳ lần thứ 8, khóa 15, dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 10. 2024. Như vậy, ông Tô Lâm tới đây chỉ còn giữ chức Tổng Bí thư Đảng và đồng nghĩa với việc ông không còn tư cách người đứng đầu nhà nước để đại diện cho Việt Nam gặp chính thức các nguyên thủ quốc gia khác. Đây là chính là những bất lợi cho chiến lược ngoại giao mới của Tổng Bí thư Tô Lâm do phe bảo thủ cố tình tạo ra. Đó là lý do vì sao trong những ngày sắp tới, chính trường Việt Nam sẽ lại tiếp tục sóng gió trở lại, thậm chí sẽ còn quyết liệt hơn nữa. Liệu ông Tô Lâm có đủ bản lĩnh và năng lực để tiếp tục thay đổi hay không? Chúng ta hãy chờ xem. Thế và quý vị đang theo dõi chương trình hội luận thứ 5 bình điểm các tin tức vấn đề sự kiện nổi bật được quan tâm ở trong tuần. Mà tuần này thì cũng là tuần cuối của tháng 9 năm 2024. Tiếp theo ý kiến vừa rồi của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng từ Washington DC đấy, thì cũng liên quan đến chuyến thăm chuyến đi Mỹ của ông Tô Lâm cùng đoàn Việt Nam đó, phái đoàn Việt Nam, thì VOA tiếng Việt cũng có một số những cái bài vở tin tức để đề cập một số các hoạt động của ông Tô Lâm và phái đoàn của ông, thành viên phái đoàn của ông, thì trong đó có bài tức là chúng tôi đăng hôm 25 tháng 9 2024 nói là ông Tô Lâm đã gặp gỡ các tập đoàn Hoa Kỳ và cam kết thúc đẩy nền kinh tế công nghệ đó, thì như quý vị đã thấy ở đây. Rồi thì Hoa Kỳ và Việt Nam củng cố cái hợp tác về an ninh mạng. Thì chúng ta biết là trong phái đoàn của ông Tô Lâm thì có ông tân Bộ trưởng Công an, ông Lương Tam Quang. Và ở trên mục diễn đàn của chúng tôi thì chúng tôi cũng có cái bài là ngã rẽ quyền lực của ông Tô Lâm sẽ theo hướng nào. Đây là bài viết của tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, là cựu đại sứ Việt Nam tại Hà Lan. Thì bài được đăng hôm 24 tháng 9 năm 2024 và có cái đoạn nói như sau. Tức là hội nghị Trung ương 10 phải chăng là khúc quanh hiếm hoi? Nhiều vấn đề sinh tử của đảng được gói gọn trong 3 ngày họp là điều chưa từng có. Còn chuyến công tác Tây Bán Cầu của ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam tuy chưa kết thúc nhưng mà hứa hẹn những thành công trên một số mặt. Đấy là bài đăng từ hôm 24 tháng 9 không ạ? Và mở đầu thì tác giả Đinh Hoàng Thắng nói là chuyển đổi mềm tại sao không? Và ông viết như sau. Là ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm một lần nữa lại được giới quan sát và các nhà phân tích soi kỹ lưỡng Hội nghị Trung ương 10 của Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 18 đến 20 tháng 9 đã đưa ra nhiều quyết định then chốt cho tương lai của Đảng và Nhà nước. Trong đó vai trò định hướng quyền lực của ông Tô Lâm đang là một trong những điểm mấu chốt. Trong phát biểu bế mạc của hội nghị này thì ông Tô Lâm cho biết là Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã thống nhất xác định 4 nhóm vấn đề lớn để tiếp tục hoàn thiện văn kiện Đại hội 14 xin mở ngoặc là nếu như còn diễn ra cái đại hội đó. Thì tại cái diễn đàn trên thì người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đảo ngược phương thức lãnh đạo xưa nay, đặt người dân lên vị trí hàng đầu, nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý, Đảng Cộng sản lãnh đạo.
Thế rồi nếu rồi đây người dân có điều kiện để kiểm chứng được sự đảo trật tự xưa nay trên thực tế, thì rõ ràng là ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bước chuyển nhất định trong phương thức lãnh đạo của Đảng. Đảng sẽ không bao biện làm thay chính quyền và người dân sẽ đứng ở vị trí trung tâm ư, như là câu hỏi như vậy. Rồi và tác giả Đinh Hoàng Thắng viết thêm, sau hội nghị trên thì chuyến công tác Tây Bán Cầu của ông Tô Lâm là từ 21 tới 27 tháng 9. Xin mời ngoặc quý vị, tức là sau khi thăm Mỹ thì ông sẽ thăm Cuba. Thì tạo kỳ vọng về các bước chuyển đổi mềm trong chính trị đối ngoại của Việt Nam. Và ông Đinh Hoàng Thắng có nhắc tới cái thông báo của Nhà Trắng đưa ra hôm 22 tháng 9 2024 về hoạt động của ông Tổng thống Biden. Thì cho biết là Tổng thống sẽ tham dự cuộc hội đàm với ông Tổng Bí thư Tô Lâm, mà điều đó đã diễn ra ngày hôm qua 25 tháng 9 năm 2024. Trong đó và theo Reuters thì là ông tại cuộc hội kiến này thì ông Biden rất mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ với quốc gia Đông Nam Á có vị trí địa chính trị và là trung tâm sản xuất nhiều mặt hàng chiến lược cho Hoa Kỳ. Và tháng 9 năm ngoái, tức là tháng 9 năm 2024 đấy, thì ông Biden đã đến thăm Việt Nam và đạt được các thỏa thuận về bán dẫn và khoáng sản quý hiếm, cũng như nâng cấp lên vị thế cao nhất trong thang bậc ngoại giao của Hà Nội. Và trong chuyến công du đầu tiên đến Mỹ từ khi giữ cương vị Tổng Bí thư và Chủ tịch nước này đấy, thì ông Tô Lâm đã phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về tương lai, rồi thăm và phát biểu tại Đại học Columbia, như các vị khách mời cũng diễn giả cũng đã đề cập trong chương trình hôm nay, rồi gặp gỡ các đại diện của một số tập đoàn Hoa Kỳ gồm là Google, rồi thì Meta. Và nhân dịp này thì chính quyền Việt Nam đã thả một số nhà hoạt động nổi tiếng, trong đó có ông Trần Huỳnh Duy Thức v.v. Thì còn có một cái chi tiết nữa mà ông và tác giả của bài viết là ông tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng có nói là đặt câu hỏi đây là vậy ngã rẽ quyền lực của ông Tô Lâm sẽ đi về đâu? Rõ ràng trong bối cảnh quốc tế ngày càng phức tạp và căng thẳng hiện nay thì sự lựa chọn của ông Tô Lâm không chỉ ảnh hưởng đến tương lai của Đảng Cộng sản Việt Nam mà còn định hình vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Việc tham gia sâu hơn vào các cơ chế an ninh khu vực như các tiểu liên kết hay là nâng cấp quan hệ đối tác với các nước láng giềng là những bước đi cần thiết để Việt Nam bảo vệ lợi ích quốc gia trước sự lấn lướt của Trung Quốc. Tuy nhiên, vẫn theo ông Đinh Hoàng Thắng thì bài toán khó ở đây là cân bằng giữa nhu cầu hợp tác an ninh quốc tế với yêu cầu giữ vững chính sách đối ngoại độc lập và không bị cuốn vào các liên minh quân sự. Điều này đặt ra thách thức lớn đối với ông Tô Lâm và giới lãnh đạo Việt Nam là liệu họ có thể thực hiện thành công chuyển đổi mềm trong chính trị quốc tế mà vẫn duy trì được ổn định nội bộ và quyền lực của Đảng hay là không. Thế rồi ông Đinh Hoàng Thắng viết tiếp theo là các tín hiệu tích cực từ chuyến công du Tây Bán Cầu kết hợp với xu hướng chuyển đổi mềm trong phương thức lãnh đạo trong nước có thể tạo ra một mô hình quyền lực mới cho ông Tô Lâm và ban lãnh đạo mới, nơi sự linh hoạt mềm dẻo nhưng vẫn kiên định với nguyên tắc chủ quyền là kim chỉ nam trong cả đối nội lẫn đối ngoại. Và kết thúc cái bài viết này ở trên VOA tiếng Việt thì tiến sĩ cựu đại sứ Việt Nam Đinh Hoàng Thắng viết là cũng cần phải phóng xa một kịch bản không mong muốn là khi sự chuyển đổi mềm có thể dẫn đến sự tự mãn trong cả lãnh đạo lẫn công chúng bằng cách đưa ra những cải cách nửa vời hoặc chỉ thay đổi ngôn từ. Giới lãnh đạo có thể làm dịu đi những đòi hỏi ngày càng tăng về một nền quản trị dân chủ hơn mà không thực sự giải quyết các vấn đề cấu trúc sâu xa. Điều này có thể tạo ra cảm giác về một tiến bộ giả tạo và có thể phản tác dụng nếu người dân nhận ra không có thay đổi thực sự và đi đến vỡ mộng. Ngoài ra, cách tiếp cận chuyển đổi mềm có thể giúp Việt Nam điều hướng các mối quan hệ quốc tế phức tạp, đặc biệt là trong việc cân bằng mối quan hệ với Trung Quốc, Hoa Kỳ và phương Tây. Tuy nhiên, ngoại giao mềm nhiều khi không đủ để đối phó với những chiến thuật hung hăng của một cường quốc lớn như Trung Quốc. Và để kết luận thì ông Đinh Hoàng Thắng viết là Việt Nam vì vậy có thể và cần phải tính toán trước các chiến lược quyết đoán hơn trong cả chính sách an ninh quốc tế lẫn kinh tế để bảo vệ lợi ích quốc gia. Một cách tiếp cận quá mềm dẻo có thể bị coi là yếu đuối bởi các đối thủ. Thì đó là quan điểm của ông Đinh Hoàng Thắng trong bài viết ngã rẽ quyền lực của Tô Lâm sẽ theo hướng nào đăng trên diễn đàn của VOA tiếng Việt mà được ban biên tập giới thiệu hôm 24 tháng 9 năm 2024, thưa quý vị. Vâng, thưa nhà báo Song Chi, như vậy thì như bà biết là trong cái hoạt động của mình và khi xuất hiện tại một số diễn đàn thì ông Tô Lâm có đưa ra một số những cái phát ngôn hoặc là một số diễn ngôn, trong đó có đề cập đến chuyện như là Việt Nam như thế là đã sẵn sàng trước một cái bước vào một cái kỷ nguyên mới, rồi thì là kỷ nguyên vươn mình mới của dân tộc ấy. Đấy, thì không biết là kỷ nguyên mới là kỷ nguyên mới nào, rồi sẵn sàng chưa hay thế nào. Rồi thì chúng tôi xin mời nhà báo cử đạo diễn Song Chi từ Leeds, Anh Quốc chia sẻ cái bình luận góc nhìn của mình, xin mời bà. Dạ vâng, trước khi mà trả lời cái câu hỏi của nhà báo Quốc Phương đó,
thì tôi muốn trở lại một chút về cái chuyện là sau một năm mà hai bên nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược á, thì trên thực chất là nó có những cái kết quả gì cụ thể và nó có những cái kỳ vọng gì? Tôi muốn trở lại cái chuyện đó trước. Thì chúng ta biết là Việt Nam thì luôn luôn tự hào là đã khép lại quá khứ với lại Mỹ, rằng là cái quan hệ Việt-Mỹ là phát triển vượt bậc, nhưng mà thực sự mà nói là vẫn là quá chậm. Chúng ta biết là vì cái gọi là kiêu ngạo cộng sản, cho nên là Việt Nam đã bỏ qua cái cơ hội bình thường hóa quan hệ với Mỹ ngay sau khi cuộc chiến kết thúc. Dù lúc đó là phía Mỹ đã chia tay ra trước, và 20 năm sau thì 20 năm sau khi chiến tranh kết thúc thì Việt Nam mới bình thường hóa quan hệ với Mỹ, tức là đi chậm sau Trung Quốc nhiều năm. Thì nếu chúng ta so sánh với cái thời gian bình thường hóa quan hệ với lại Trung Quốc á, thì cuộc chiến biên giới Việt Trung là xảy ra năm 1979, nhưng mà trên thực tế thì xung đột giữa hai nước là vẫn kéo dài cho đến tận năm 1988, mà cũng là cái năm mà Trung Quốc đánh chiếm đảo Gạc Ma của Việt Nam. Nhưng mà đến năm 1991, tức là chỉ có 4 năm sau, thì Việt Nam đã bình thường hóa quan hệ với lại Trung Quốc rồi. Và bất chấp tất cả những cái nguy cơ tiềm ẩn về an ninh, rồi toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, rồi sự độc lập tự chủ của Việt Nam, thì cái mối quan hệ bất xứng Việt Nam-Trung Quốc này nó vẫn cứ hết sức là chặt chẽ, với Việt Nam là hoàn toàn nằm trong cái vòng kiểm soát, kiểm tỏa của Trung Quốc, như là chúng ta thấy. Trong khi đó thì cái tiến trình mà quan hệ giữa Việt Nam-Hoa Kỳ á, sau khi bình thường hóa quan hệ thì nó vẫn rất là chậm chạp, nó đầy những cái hoài nghi cảnh giác từ phía Việt Nam. Và bây giờ sau một năm nâng vượt cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện, thì theo đánh giá của giới chuyên gia thì cái bang giao Việt-Mỹ nó cũng vẫn chưa thực sự là có nhiều đột phá. Tất nhiên một năm thì cũng là thời gian là tương đối ngắn, và trong cái năm này thì mỗi nước thì cũng có rất là nhiều cái vấn đề để phải giải quyết, những cái biến động về chính trị nội bộ. Việt Nam thì liên tục có những cái xáo trộn, rồi khủng hoảng chính trị, rồi người này lên người kia xuống, rồi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời. Bên Mỹ thì cũng có rất là nhiều những cái vấn đề đối nội đối ngoại phải quan tâm, và bây giờ thì lại bước vào cái mùa bầu cử, cho nên là phải nói là chưa có nhiều cái bước tiến đáng kể. Đó là chúng ta nói là chưa kể là ngay sau khi mà nâng cấp quan hệ với Mỹ thì Việt Nam là lại ngay lập tức là nâng lên một cái bước cao hơn với Trung Quốc, gọi là cùng chung vận mệnh. Rồi Việt Nam lại tiếp đón trọng thể ông Putin là một cái tội phạm chiến tranh đang bị tòa án quốc tế truy nã. Rồi cái tình trạng nhân quyền của Việt Nam không hề được cải thiện, mà vừa rồi các diễn giả ở đây cũng có nói qua, thì rõ ràng đó là những cái trở ngại khiến mà phía Mỹ là vừa thiếu lòng tin mà vừa khó xử. Thì chúng ta biết là Tổng thống Biden đã bị sức ép từ một số dân biểu, nghị sĩ, một số những cái tổ chức xã hội dân sự về tình trạng nhân quyền của Việt Nam. Thì có những dân biểu, ví dụ như là dân biểu Michelle Steele chẳng hạn, thì cũng đã từng thúc giục ông Ngoại trưởng Antony Blinken là phải đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt tự do tôn giáo, tức là Countries of Particular Concern, viết tắt là CPC đó. Rồi sau đó thì cái Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ cũng cái hồi mà tháng 5 thì cũng là công bố cái báo cáo tự do tôn giáo của Việt Nam, rồi kêu gọi là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phải đưa Việt Nam vào cái danh sách các quốc gia cần quan tâm về đặc biệt về tôn giáo. Đấy thì rồi thì là họ cho rằng là ông Biden nhẹ tay với Việt Nam. Rồi mới đây thì tổ chức Human Rights Watch cũng lên tiếng, mà chính trên đài VOA tiếng Việt thì cũng có bài dẫn lại rằng là Human Rights Watch nói là lãnh đạo Tô Lâm của Việt Nam là xưa nay vẫn là cái kẻ mà vi phạm nhân quyền, vân vân. Thì tất cả những điều này là cũng làm cho chính quyền Biden khó xử. Cho nên tóm lại, nếu mà nói mà vào kết quả hay là nói là kỳ vọng vào cái mối quan hệ song phương chiến lược toàn diện này á, thì theo tôi thấy á, thì về phía Mỹ là chỉ có mỗi một cái mục đích là kéo Việt Nam ra khỏi cái vòng ảnh hưởng của Trung Quốc, là vì cái vị trí địa chính trị của Việt Nam. Nhưng mà giả sử nếu Việt Nam nghiêng hẳn về phía Trung Quốc, giả sử nhá, thì Hoa Kỳ vẫn có nhiều đồng minh khác đáng tin cậy hơn trong khu vực này, từ Nhật Bản, Hàn Quốc cho tới Philippines. Trong khi đó thì Việt Nam cần Mỹ về mọi mặt, từ chuyển đổi sang kỹ thuật số, rồi năng lượng xanh, rồi công nghệ cao, rồi an ninh mạng, rồi hiện đại hóa vũ khí, vân vân. Nhưng mà có lẽ là Việt Nam chỉ dám xúc tiến trong cái lĩnh vực kinh tế, giáo dục, công nghệ,
Còn về mặt quân sự, an ninh, quốc phòng, mua vũ khí gì đó thì Việt Nam không dám công khai nhích lại gần Mỹ, vì sợ là sẽ chọc giận Nga Tàu. Ngay cả chuyện mua vũ khí thì cũng phải đắn đo. Thì nếu chúng ta để ý thấy là trong cái mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đó, cứ mỗi một lần mà hai bên tiến lên một bước thì lại có cái bàn tay của Trung Quốc họ tìm cách chọc gậy bánh xe. Ví dụ như chúng ta thấy là như trước khi mà ông Tô Lâm đi Mỹ cũng vậy, cũng có những cái vụ chọc gậy bánh xe rồi cố tình làm hoang ố cái chuyến đi, rồi cái mối quan hệ Việt-Mỹ. Ví dụ như là những cái chuyện như là kích động tinh thần dân tộc cờ đỏ cờ vàng, dương cao cờ đỏ mà tấn công cờ vàng, hay là cái vụ mà Đại học Fulbright Việt Nam mà bị cáo buộc là làm cách mạng màu đó. Thì tức là không chỉ bên kênh quốc phòng Việt Nam đăng cái phóng sự video về cái chuyện đấy, mà sau đó thì Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Đà Nẵng cũng lại đăng lại cái phóng sự là không để cách mạng màu đổi màu giáo dục. Thì tất cả những cái đấy chúng ta thấy là rồi có một cái chi tiết nữa là ngay khi ông Biden đăng tiếp ông Tô Lâm thì Trung Quốc lại công khai phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hướng về khu vực Thái Bình Dương. Thì cái chuyện này là vô tình hay là cố ý thì chúng ta không biết được. Nhưng mà chính vì tất cả bao nhiêu những cái sự phức tạp tế nhị đó, thì tôi cho rằng là trước mắt Việt Nam sẽ chỉ tập trung về mảng kinh tế, sẽ tiếp tục kêu gọi các cái công ty của Mỹ đầu tư vào Việt Nam trong những cái lĩnh vực, nhất là trong những cái lĩnh vực kỹ thuật số, rồi năng lượng xanh, rồi sản xuất chất bán dẫn, vân vân. Chúng ta thấy trước đó và ngay trong cái chuyến đi này cũng vậy, thì ông Tô Lâm và phái đoàn Việt Nam thì cũng cố gắng có những cái cuộc gặp gỡ với đại diện một số những cái tập đoàn Hoa Kỳ như là Apple, rồi Google, rồi Meta gì đấy. Thì chắc là họ chỉ xúc tiến chủ yếu về kinh tế, còn tất cả những cái mà muốn nói về cái ngoại giao mà toàn diện, rồi về an ninh, rồi quốc phòng thì tôi cho là cũng chưa có kỳ vọng gì nhiều. Còn cái câu hỏi thứ hai của anh Quốc Phương về cái chuyện là tất cả những cái cụm từ, những cái từ ngữ kỷ nguyên mới, rồi hội nhập sâu rộng toàn cầu, rồi cách thức chúng ta phải thay đổi cách thức lãnh đạo gì đấy, thì chúng ta phải chờ xem. Tại vì ông ấy nói là một chuyện, nhưng mà còn ông ấy làm lại là chuyện khác. Và cũng đừng, tôi nhận thấy một cái điều là cứ mỗi một lần mà Việt Nam có một cái lãnh đạo mới, hay là mỗi một lần mà Việt Nam có một cái nhà lãnh đạo nào mà đi qua thế giới, đi qua Mỹ, đi qua các nước, thì ở Việt Nam là cứ là rất là tràn đầy hy vọng, cứ rộn rã, rồi bàn luận, rồi coi giống như là gọi là sang trang, rồi một cái gì đấy chẳng hạn. Rồi thậm chí là có nhiều người là tức là ngồi mà gọi là canh từng cái câu nói của ông ấy để rồi cho là thấy có những cái tín hiệu gì. Ví dụ chuyện ông ấy không dùng cái cụm từ là cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước mà đã đổi thành cuộc chiến Việt Nam, rồi ông ấy xuất hiện ở Đại học Columbia nói này nói kia, vâng. Rồi thậm chí cả một cái bức hình mà ông Tô Lâm mà bắt tay Tổng thống Zelensky thì cũng làm cho mọi người gọi là tràn đầy hy vọng. Nhưng mà thực sự thì chúng ta phải tỉnh táo, chúng ta phải rất tỉnh táo. Ví dụ ngay kể cả cái chuyện cái bức hình kia cũng vậy, thì tôi cũng không hiểu là mọi người mừng và khen cái gì. Tại vì ví dụ như nó thấy là Việt Nam là mấy lần bỏ phiếu trắng tại Liên Hiệp Quốc khi cái tổ chức này mà lên án Nga xâm lược Ukraine, rồi Việt Nam công khai bỏ phiếu chống cái đề nghị khai trừ Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Rồi thì báo chí chính thống Việt Nam thì là có xu hướng nghiêng về Nga khi đưa tin bình luận về cuộc chiến. Và đáng nói nhất là giữa lúc mà cả thế giới đang tẩy chay Vladimir Putin, Putin đang bị tòa án hình sự quốc tế ban lệnh hành lệnh bắt giữ, thì Việt Nam lại trân trọng mời Putin đến thăm và tiếp đón trọng thể. Thì tất cả những cái đấy thì giúp cho thế giới thấy là quá rõ ràng là Việt Nam nghiêng về hướng nào. Như vậy thì một cái bắt tay cho phải phép lịch sự, khi gặp nhau tại một cái hội nghị lớn thì có cái gì mà đã vội mừng, đã vội khen. Ví dụ như vậy, thành ra cho nên là chúng ta phải tỉnh táo kể cả cái chuyện mà gọi là đặc xá cưỡng bức, tôi dùng cái từ này là từ của anh kỹ sư doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức, thì đặc xá cưỡng bức hai tù nhân lương tâm, nhưng mà trong khi đó thì lại hàng trăm tù nhân khác thì như thế nào? Rồi vừa hồi nãy như là luật sư Đặng Đình Mạnh cũng có nói cái chuyện là khi mà tới phát biểu tại trường Đại học Columbia, thì khi người ta có đặt ra cái câu hỏi, bà Liên Hằng mà đặt ra cái câu hỏi về sự hòa hợp hòa giải đấy, qua cái câu nói triệu người vui triệu người buồn của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt, thì ông Tô Lâm ông né luôn, ông chỉ nói cái sự hòa giải hòa hợp giữa Việt Nam và cựu thủ Mỹ. Như vậy là chúng ta hiểu rồi, đúng không? Thành ra cho nên cái điều quan trọng là chúng ta phải
phải xem ông ấy làm gì. Đấy, và nếu như mà thực sự mà cái Đảng Cộng sản mà họ, bản thân ông Tô Lâm và cả cái Đảng Cộng sản Việt Nam đó, mà thực sự nếu như họ muốn cải thiện hình ảnh của họ, họ thực sự nghĩ đến cái tương lai của đất nước dân tộc, thì họ có cả một đống việc thực chất để làm, và phải bắt đầu bằng những việc rất là cụ thể, đơn giản. Ví dụ như là thả toàn bộ tù nhân lương tâm chính trị, tù oan sai, rồi chấp nhận mọi cái cuộc đối thoại trực tiếp mà không chuẩn bị câu hỏi sẵn, không cầm giấy trả lời, không cẩn thận lựa chọn người hỏi, với tất cả các tổ chức xã hội dân sự, rồi các nhà bất đồng chính kiến, rồi báo chí truyền thông độc lập, phải sẵn sàng cho cuộc đối thoại về vấn đề của nước, rồi họ phải tôn trọng cái quyền tự do ngôn luận của người dân, rồi cái tiến hành tự do báo chí, rồi thông qua luật bảo biểu tình vân vân. Thì họ hãy bắt đầu thay đổi và cải thiện hình ảnh bằng những cái việc cụ thể ngay trong nước như vậy, thay vì họ mặc con lê thắt cà vạt và cố gắng đi cái quảng bá hình ảnh của nhà nước Việt Nam ở nước ngoài, rồi nói những cái từ hoa mỹ đao to búa lớn. Vâng. Vâng ạ, tiếp theo ý kiến vừa rồi của nhà báo cựu đạo diễn truyền hình Song Chi đấy, thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một cái chi tiết. Cái này thì đăng ở trên chính là trên báo tin tức thuộc Thông tấn xã Việt Nam, thì có đăng trong cái bài Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm của Việt Nam tiếp các chuyên gia học giả tại Đại học Columbia của Hoa Kỳ đấy. Thì trong đó thì cũng có đăng rất rõ ràng một cái bức hình là ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đứng cạnh luôn, chứng kiến cái trao văn kiện hợp tác giữa Đại học Fulbright và Đại học Columbia Hoa Kỳ. Ở đây tức là cái dự án Đại học Fulbright tại Việt Nam đó, và phía của Đại học Columbia ở Hoa Kỳ. Thì chúng tôi cũng nhân dịp này cũng nhận được cái một cái bình luận mà chúng tôi tham khảo được trong lúc chuẩn bị chương trình. Thì họ nói rằng là cũng thấy là trong cái thành phần đoàn đi sang New York rồi sang Mỹ lần này, thì ông Tô Lâm có đưa theo cả ông thượng tướng quân đội Nguyễn Trọng Nghĩa, là Ủy viên Bộ Chính trị và là trưởng ban tuyên giáo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì chắc là người ta nói rằng là theo cái này chắc là để cho ông Nguyễn Trọng Nghĩa nắm sát hơn cái quan điểm, cái đường lối của ban lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng Nhà nước Việt Nam, đặc biệt Tô Lâm, để đừng đánh trống xuôi kèn thổi ngược chắc. Thì đấy là một ý kiến như vậy. Thì thưa quý vị, thì còn một cái tin ban nãy thì các vị diễn giả cũng có đề cập tới việc tức là ông Tô Lâm thì cũng đã có cái tiếp xúc bên lề của cái các hoạt động mà ở tại cái Hội đồng Liên Hợp Quốc này ở New York. Thì trong đó thì ông Tô Lâm được truyền thông quốc tế của sự tiếng Việt là đưa tin nói rằng là ông đã cảm ơn cái sự ủng hộ của Ukraine trong sự nghiệp thống nhất đất nước Việt Nam trước đây. Rồi sau đó thì là ông có nói rằng là ông và trên báo chí Việt Nam, trong đó như là Vietnamnet được trích dẫn nói rằng là ông Tô Lâm bày tỏ là Việt Nam luôn ghi nhớ cái sự ủng hộ và giúp đỡ trí tình và nhân dân Liên Xô, trong đó có Ukraine đã dành cho Việt Nam trong cái sự nghiệp đó, cũng như trong cái phát triển đất nước ngày hôm nay. Thế rồi thì ông nêu quan ngại về tình hình xung đột hiện nay và nêu kêu gọi là chấm dứt cái xung đột rồi khôi phục hòa bình, bảo vệ an ninh, an toàn của người dân, vân vân, các cơ sở hạ tầng thiết yếu đấy. Thế tuy nhiên thì ông được cho là không nhắc trực tiếp gì đến Nga, là cái nước mà đã xâm lược Ukraine từ đầu năm 2022. Rồi ông Tô Lâm thì khẳng định lại lập trường là tất cả các tranh chấp cần phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và hiến chương của Liên Hợp Quốc. Rồi thì ông cho hay là Việt Nam hoan nghênh ủng hộ các nỗ lực trung gian hòa giải quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình lâu dài cho xung đột và sẵn sàng đóng góp vào quá trình thúc đẩy đối thoại tìm kiếm giải pháp để sớm ổn định tình hình. Đồng thời thì là ông Tô Lâm cũng nhấn mạnh là khi xung đột chấm dứt tại Ukraine ấy, thì Việt Nam sẵn sàng cùng cộng đồng quốc tế và hỗ trợ cho công cuộc tái thiết tại Ukraine. Vâng. Và bên cạnh nhiều hoạt động khác nữa, trong đó như là các vị khách mời cũng đã đề cập không ạ, thì ông cũng đã kêu gọi Hoa Kỳ bỏ lệnh cấm vận đối với Cuba. Rồi thì ông có gặp các cái đại diện công nghiệp Mỹ, các giới đầu tư vân vân. Vâng, thưa nhà báo Nguyễn Hồng, ông đã nghe ý kiến vừa rồi của nhà báo Song Chi, tức là ông có muốn bổ sung gì thêm hay không? Dạ vâng, thì về những cái khái niệm mà ông ấy có nêu, rồi báo chí truyền thông trong nước ấy, thì họ cũng rất là tích cực để mà tuyên truyền ấy. Thì tôi thấy là thông qua cái chuyến đi vừa qua thì nó có hai cái điểm mà đáng chú ý trong cái bài phát biểu của ông ấy ở Đại học Columbia.
là họ, tức là ông cho rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam thì cũng sẽ vẫn tiếp tục cái chính sách gọi là ngoại giao cây tre, rồi thì cái chính sách quốc phòng 4-0 của Việt Nam, tức là không liên minh quân sự với bất kỳ quốc gia nào để chống quốc gia nào đấy. Thì tôi thấy rằng là nếu mà chính sách đối ngoại quyết định đến cái sự phát triển của Việt Nam, thì việc mà duy trì cái chính sách này chỉ là sự tiếp nối những cái gì mà Đảng Cộng sản mà họ đã làm như những cái nhiệm kỳ trước, thì nó cũng chẳng có gì mới cả. Và như thế thì cái việc mà lệ thuộc vào Trung Quốc ấy, là nó vẫn khó mà có thể gọi là thoát ra được, nếu không nói là nó sẽ còn nặng nề hơn. Thế còn nếu mà về mặt đối nội ấy, thì cái vấn đề hòa hợp dân tộc thì rất là quan trọng để mà huy động cái sức dân ấy, như người ta nói đấy. Thế mà ông Tô Lâm thì ông lại không trả lời trong cái dịp này thì cho thấy là ông đã bỏ sót một trong những cái vấn đề quan trọng nhất đấy, cũng như là ông cũng không có gặp gỡ bà con Việt Kiều như là những cái vị khác trước đây. Mặc dù là quý vị thì cũng biết là những cái cuộc gặp gỡ với bà con Việt Kiều trong các cái chuyến công du của các cái lãnh đạo trước đây thì nói thật là họ cũng chỉ có tính chất hình thức thôi, và chưa chắc là đã mời được những cái người mà thực sự là đại diện cho tiếng nói của những cái bà con mà họ đã phải rời nước sau năm 75 ấy, vì các cái vấn đề như là thuyền nhân rồi thì bất đồng chính kiến vân vân ấy. Thì tôi nghĩ là với cái chừng đó thôi, căn cứ vào những cái lời mà ông ấy nói, những cái diễn ngôn đấy, thì chưa có gì để có thể tin rằng là sẽ có một cái kỷ nguyên mà như ông gọi là sẽ Việt Nam sẽ vươn mình đấy. Bởi vì làm sao mà có thể tin một cái dàn lãnh đạo mà toàn đứng lĩnh quân đội quản lý đất nước được, là họ sẽ mang lại cái sự thịnh vượng, chứ chưa nói gì đến là một cái sự vươn mình. Và nói thật là nếu tin như thế thì nó cũng không khác gì là đi xem bói cả, nó chẳng có cái căn cứ gì cả. Thì đấy là tôi muốn chia sẻ như vậy. Vâng, theo bản tin của Thông tấn xã Việt Nam hôm 22 tháng 9 năm 2024, thì ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã có cái cuộc gặp thân mật với nhóm trí thức người Việt ở thành phố Houston, Hoa Kỳ. Ngoài ra thì cũng theo tờ này thì hôm 24 tháng 9 năm 2024, thì ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Đây là mạng lưới của các cái chuyên gia người Việt tại Hoa Kỳ. Đó thì thưa quý vị, thế còn liên quan tới cái sự kiện mà ông Tô Lâm xuất hiện ở Đại học Columbia đấy, thì video tiếng Việt hôm 25 tháng 9 2024 thì cũng đã có một bài có tựa đề là tại Đại học Mỹ, ông Tô Lâm khẳng định đối ngoại độc lập đa phương và quốc phòng 4-0 của Việt Nam. Thì ông nói rằng là trong bài phát biểu tại đại học này đấy, ở New York, Mỹ hôm 23 tháng 9 ấy, thì ông tiếp tục khẳng định cái đường lối như trên, tức là đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa với chính sách quốc phòng 4-0 của Việt Nam, và đề cao cái bước tiến kỳ diệu của quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ. Nó thì ông Đinh Hoàng Thắng nhiều lần nhấn mạnh, tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng là nhà quan sát, nhiều lần nhấn mạnh là dường như là ông Tô Lâm lên là nhiệm kỳ, khi ông lên ấy, thì ông không nói đến vấn đề ngoại giao cây tre nữa, ông dùng những từ khác, hoặc là có thể ít dùng đi chăng, thì phải chăng đây tức là có thể cái người sau tới, người sau họ, theo ý kiến này, theo cái quan sát không chỉ của ông Đinh Hoàng Thắng mà nhiều người khác, cho rằng là có thể người mới thì họ muốn dùng cái hệ thống diễn ngôn mới. Và thì dưới quan sát, hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem là có cái thay đổi thực chất đấy không. Thưa các vị khách mời, có cái ý kiến ở trong giới quan sát Việt Nam, chính trị ở Việt Nam, họ cho rằng hiện nay thì ông Tô Lâm đang có thể đứng trước một số cái câu chuyện, đó là ví dụ chẳng hạn sắp tới đây thì ông sẽ nhất thể hóa hai cái chức vụ, một cái chính thức là Chủ tịch nước và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, hay là không, hay là ông sẽ chỉ giữ lại một cái chức là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thôi. Và trong trường hợp mà xảy ra chuyện đó thì tức là cái chuyện mà ông
sẽ không giữ hai cái chức vụ đó nữa đấy, hoặc là không nhất thể hóa nữa, thì cái chức đó sẽ về sẽ do ai nắm giữ. Và có một số ý kiến cho rằng có thể là trong các cái hệ thống candidate, các nhóm candidate, tức là các cái ứng viên sáng giá và mạnh đó, thì có thể đó là phe quân đội, và họ có nêu lên ba cái tên để cho công chúng có thể là quan tâm và tham khảo, trong đó là ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, ông Lương Cường là Thường trực Ban Bí thư, và ông Nguyễn Trọng Nghĩa hiện nay là trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đảng. Cả hai ba ông đều là như thế, tức là tướng quân đội, hai ông đầu là đại tướng, ông sau là thượng tướng, và đều là ủy viên Bộ Chính trị. Thì câu hỏi đặt ra tức là như vậy thì nếu mà việc đó nó diễn ra thì nó sẽ như thế nào? Rồi một số câu hỏi người ta nêu rằng là không biết là nếu như mà những câu chuyện là có sự thay đổi theo một cái ông Tô Lâm có một cái kế hoạch để thay đổi Việt Nam theo một hướng tự do hóa, dân chủ hóa đó, và theo chuẩn mực của quốc tế đấy. Đấy, thực sự như vậy chứ không phải là chỉ thay đổi bằng ngôn từ không thôi, mà không có gì diễn ra thực tế cả đó, không có dân chủ nhân quyền, rồi thì là vẫn không có nhà nước như ý kiến này nói là thượng tôn pháp luật, không sửa đổi lấy hiến pháp, không điều chỉnh lại điều 4 bỏ đi hay như thế nào, không có bầu cử như thế là dân chủ tự do công bằng đó, và công khai minh bạch, rồi thì không có tam quyền phân lập, không có những ý kiến này tiếp tục nói là không có như thế tức là tư pháp độc lập, rồi không có báo chí tự do và vân vân, thì vân vân nhiều cái câu chuyện khác, thì như vậy thì nó có thực chất hay không. Và nhưng mà người ta nói rằng nếu mà làm điều đó thì liệu là những cái phe ở trong ban chấp hành lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cao cấp nhất có thể là có làm được không, và nếu làm thì như thế nào, chẳng hạn như là phe quân đội và công an là nắm cái quyền lực hiện nay là số rất là đông trong ban lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam đó, thì họ có cái đối thoại với nhau hay không để mà đảm bảo rằng là họ tin cậy nhau, để mà sau đó thì có thể là tạo ra một cuộc sống thay đổi như vậy, mà như là ông Đinh Hoàng Thắng có đề cập cái từ tức là chuyển đổi mềm, vân vân. Thì không biết ý kiến của quý vị về cái câu chuyện này nó như thế nào, thì chúng tôi xin mời ông trước hết là luật sư Đặng Đình Mạnh, và sau đó thì mời ông Nguyễn Đình Thắng chuẩn bị, xin mời luật sư. Thưa anh Quốc Phương, phải nói rằng là cái vấn đề giáp tịch hóa là một trong những vấn đề mà tôi hết sức là quan tâm trong cái tình hình chính trị hiện nay ở trong nước. Dù muốn hay không đi nữa thì cái mô hình nhất thể hóa thì chúng ta không thể không tham khảo cái mô hình đấy đã được áp dụng như thế nào tại Trung Quốc. Cái mô hình thì Trung Quốc họ đã áp dụng khá lâu, và qua cái mô hình của Trung Quốc thì chúng ta thấy là cái vai trò của ông Tập Cận Bình, khi ông ấy đã thực hiện cái việc mà nhất thể hóa thì cái quyền lực của ông ấy trong đảng và trong chính quyền rất là lớn, và hầu như ông ấy có thể gần như là một cái người chi phối toàn bộ những cái hoạt động chính trị theo chủ ý của ông ấy. Thế thì tôi cũng đang trông mong một cái điều tương tự như vậy tại Việt Nam, trong cái điều kiện là cái nền chính trị nó không có cái cởi mở, và không có một cái nền chính trị đa nguyên đa đảng ở đó, mà chỉ là đơn nguyên mà thôi, trong đó cái sự thống trị hoàn toàn của Đảng Cộng sản. Thế thì tại Việt Nam, nếu chúng ta trông chờ có một cái sự thay đổi thì rất có thể chúng ta hãy nhìn vào cái vấn đề là có giữ cái vấn đề nhất thể hóa hay không. Và đó sẽ là cái chỉ dấu rằng là thật sự ông Tô Lâm có là cái người mà mong muốn có cái sự thay đổi hay không. Nhìn với Trung Quốc thì chúng ta thấy rằng là ông Tập Cận Bình với cái sự tập quyền là như hai cái chức vụ quan trọng nhất, vừa đảng vừa chính quyền, thì ông ấy có thể làm được nhiều điều mà ông ấy mong muốn. Thế thì ông Tô Lâm nếu thật sự là một người muốn có cái sự thay đổi về nhiều phương diện cho Việt Nam, thì tôi nghĩ ông Tô Lâm sẽ cần thiết làm cái điều đó là giữ cái sự nhất thể hóa như là hiện nay. Và nhất là trong cái điều kiện hiện nay, chúng ta thấy rằng là ông Tô Lâm thật ra là cái người mới là nhà lãnh đạo mới, và cái sự lãnh đạo của ông ấy là nó đến với ông ấy theo một cách không bình thường. Đó là không phải là từ cái sự là bầu từ dưới lên trên, mà do một loạt cái việc tranh đoạt cái quyền lực chính trị ở trong đảng mà đưa ông ấy đến cái vị trí như vậy. Và cái điều đó thì ông ấy mới là cái người thôi nắm giữ chức vụ thôi, cho nên là cái vị thế, cái vai trò của ông ấy chắc chắn là nó vẫn còn, ông ấy cần phải có cái sự củng cố. Và để giữ cái sự củng cố thì tôi nghĩ rằng là giữ cái sự nhất thể hóa là nó là cần thiết.
và đồng thời cái vai trò của đảng và cái vai trò của quân đội. Mà vừa rồi anh Tô Lâm, vừa rồi anh Quốc Phương có nói đến cái vai trò của quân đội. Thì trước đây khi mà ông Tô Lâm nắm quyền, đồng thời đẩy nhiều cái quan chức thân cận với mình trong quân đội, trong công an, làm các cái chức vụ quan trọng của đảng và nhà nước, thì nhiều người đã cho rằng ông ấy chuyên quyền và cái lực lượng công an đang chuyên quyền ở trong nước, và họ trông chờ có một cái lực lượng mà có thể mang tính cách đối kháng để kiềm tỏa bớt đi cái quyền lực của bên phía công an, thì họ chờ đợi cái vai trò đó của bên phía quân đội. Thế nhưng qua một số cái sự việc mới đây, ví dụ như là họ kích động cái việc mà về tinh thần dân tộc một cách cực đoan ở trong nước, rồi việc họ tổ chức để mà tấn công em Chu Ngọc Quang Binh, khi mà em ấy có một cái những cái phát biểu mà mặc dù đó là sự thật, nhưng mà họ tập trung họ tấn công em ấy, hoặc là cái kênh truyền hình quốc phòng của quân đội, họ tấn công vào trường đại học Fulbright. Thì tổng hợp những cái sự kiện đó lại thì tôi cho rằng quân đội thật sự là họ đang muốn, có vẻ như họ đang muốn tìm một cái vai trò giống như là công chúng mong muốn. Nhưng mà cái cách làm của họ tôi hết sức là thất vọng. Khi họ kích động cái chủ nghĩa dân tộc cực đoan trong nước, họ tấn công vào những cái giá trị mà ví dụ như là giá trị cờ vàng, hoặc là những cái giá trị tinh thần về cái quyền tự do ngôn luận, qua cái trường hợp của em Chu Ngọc Quang Vinh chẳng hạn. Cho nên tôi thật sự là rất là lo ngại cái việc là quân đội họ muốn làm cái việc, họ có một cái hành vi gì đấy để họ chiếm giữ cái vai trò lớn hơn trong hệ thống chính trị hiện nay. Bởi vì vậy cho nên là tôi nếu như tôi có được quyền quyết định, thì giá như tôi mong rằng là ông Tô Lâm vẫn tiếp tục giữ cái việc mà nhất thể hóa cả hai chức vụ đảng và nhà nước, để ông ấy có thể rộng tay, rộng quyền hạn hơn để thực hiện những công việc cải cách, nếu thật sự ông ấy là một cái người cải cách. Và nhìn trong ngắn hạn thì chúng ta thấy rằng là ít nhất cái nền chính trị Việt Nam nó ở trong cái thời hạn gần như hơn một thập kỷ dưới cái sự cai trị của ông Nguyễn Phú Trọng. Ông ấy là một người hết sức là giáo điều, thì nếu muốn thoát ra khỏi cái điều đó, tôi nghĩ là cần phải có một cái thời gian nhất định. Và vì vậy nếu ông Tô Lâm làm việc cải cách, thì tôi nghĩ không thể nhìn một cái kết quả mà ông ấy cải cách nó đến trong thời gian ngắn hạn được. Bởi lẽ chúng ta ông ấy phải làm cái việc thứ nhất là củng cố cái vị thế của ông ấy trong đảng, cái thứ hai là phải thoát gần ra khỏi cái vòng cương tỏa về giáo điều đã kéo dài cả hơn cả thập kỷ qua. Thì tôi nghĩ là chắc phải trong phạm vi tương lai phải ngoài 5 năm thì có thể chúng ta sẽ nhìn thấy được cái sự đổi mới, cái sự thay đổi gì đó ở trong hệ thống chính trị. Và thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thanh cùng toàn thể ban biên tập xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin quý vị hãy bấm like và viết nhiều comments cũng như chia sẻ các nội dung của KTV tới nhiều người để biết. Đây là cách có thể góp phần chấn hưng dân khí, nâng cao dân trí của con người cũng như xã hội Việt Nam, với mục đích để góp phần đưa đất nước Việt Nam phát triển đi đến thịnh vượng, giàu mạnh và mọi người ấm no hạnh phúc. Xin chúc quý vị một ngày an lành, vui vẻ và hạnh phúc, và xin gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Xin gửi lời chào tạm biệt. Bye bye quý vị.